hàm vua, chúa Sơn Lâm khó sánh qua tốt, nước sáng kế vua màu da, sư tử đại hùng nhân đó, phụ vương của trẻ mà, diệu trầm sâu, tiếng thuyết ngân giống đồng chung, khi hé nở làn môi, lộ lưỡi son đường hồng, hàng đôi răng ngọc trắng, bốn cái đủ tròn nguyên, đó chính phụ hoàng con, sư phụ tử vương của thánh hiền, toàn màu xanh như thuốc nhỏ mắt đau, tóc rậm đậm đen, như bát Mỹ vàng Tây đánh bóng trơn tráng nhẵn liền, bạch hào như sao lúc màn đêm, đó chính phụ hoàng con, sư tử vương của thánh hiền, đường vần trăng đi trước giữa trời đêm, đông đủ các vì sao với gót theo bóng ngọc thìn kia nhẹ êm, đó chính phụ hoàng con, sư tử vương của thánh hiền. A quả măng vô cô sa cu ba băng ga hung a tăng tăng bùa tha quân tu giả đu quân ni bô ba bô đu tu bi nam ma nu pha quê na quỳ na sa man dặn luôn ni minh ngà qua măng gà lanh cha vô cha mana bô sa cu na sa san đô ba băng gà hô bi na căn tăng sang kha nu pha quê na quỳ tu đúng kham ban ta cha nên đúng kha ban ta chan ya so kam ban chan ni so ba ni ma wa ta cha am he hi sam pha tăng bua nha sam ba đăng sam bi qua nu mô tu sam ba sam ban ti sinh thi gia đa đăng tu sai sa si lăng răng khăn tu sam ba đa pha qua na phi ra ta hoàn tu gan chanh tu đề qua ta gà ta sam bê bút tha ba lâm bánh ta chê ca ngăn cha văn ba lăng a ra hành tăng cha tệ chê năng khăn bánh tha mi sam ma so mô bút thầy nắp mô thầm mà nắp mô sằng khai giáp và con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức và xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như đọc bài kệ thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa ma ca thi bát tỳ sát hầm bát tỳ cá tành chá lì ảnh thi quá rằng á già à, tỳ thá sách tấp bá rá chắc khá trà tí cà đề xề tú thầm mằng á nú cầm bí mằng bá chằng sách thầm má phê rình quý nhá dành chá cà dằng suốt tành chá bành thằng á phí thầm má trầm mằng a cô tá dành tô chá tú sách chá đành đằng bắp bồ thá này về bá rí xà giá mắt về nhưng vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhập lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngày giờ chơn sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy
thính dự, đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp âm hạ lát hạ giáp vẹn toàn, một chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cập. Đang nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh ngài Liễu Tông lên thử mít ạ. Con xin dâng mít lại cho ngài ạ. Nam xà pha quá tô và ra hạ tô Samma Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato. Trong đạo tràng giọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Buddhaya. Âm thanh của ngài rất là rõ. Nguyên Như sao đã mất tiêu rồi Nguyên Như. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành lãnh lễ ngài Liễu Tâm cùng ơn Đức Hiền Già quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm vừa vào đạo tràng. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn Hoàng Phương. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Nguyên Như. Tự nhiên chạy xuống đã mất tiêu. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Đạo thủ, con nghe âm thanh của ngài rất rõ và Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh, cảm ơn Nguyên Như. Cả thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo Thọ Trì Quy Giới và cung thỉnh pháp sư. Và Nam mô Bụt Tha Nhật Quỳnh kính mời bằng tay vị và có thể đưa bàn tay lên hoặc có những câu chích chát. Hôm nay Trần Đạo có cầm mic được không? Trần Đạo có làm thị giả cho ngài được không? Và Trần không vô đạo tràng, âm thanh Trần Đạo có tốt không? Dạ. Nam mô Bụt Tha lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng ạ. À. Dạ con chưa thấy có câu hỏi và dạ, con xin hỏi trước một câu. Dạ kính mời bàn tay quý vị trong đạo tràng. Dạ bạch ngài, lúc sáng thì con học ở lớp học của Thác Thâm Má đó, cái từ Abba Mado đó thì con thấy có chỗ dịch ra là không giật và có chỗ thì là không dễ vui. Dạ bạch ngài, cái từ Abba Mado đó đúng nghĩa nó là không phóng dật hay là không dễ vui và ý nghĩa nó như thế nào? Dạ con cung thỉnh ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự là có những danh từ mình càng dịch thì mình càng chủ nó là cái gì? Thứ nhất là tiếng Bali, từ Appamado là chỉ cho sự thiếu niệm. Bất cứ khi nào quý vị thiếu niệm là cái trạng thái đó gọi là Appamada. Thì mình dễ vui, mình dễ buông lung hay mình cái gì thì cũng được. Nhưng mà mình phải biết cái tình trạng lúc đó là mình không có niệm. Mà không có niệm thì thường thường cái tâm mình nó lọt vào một trong 12 tâm bất thiện ở trên. Thành ra nếu mình có niệm thì cái tâm nó ở phía dưới, ít nhất thì cũng là tâm thiện ly trí. Rồi nếu mà khá hơn thì tâm thiện hợp trí. Là khi nào mà mình cái tâm mình mà là cái ác pháp thì quý vị biết lúc đó gọi là Appamada. Còn dịch thiếu niệm thiếu gì đó hay là buông lung gì đó thì tùy theo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ Nam Mô Bích Thai giá dạ. Nhật Quỳnh kính chào quý vị anh chị em là hữu duy tràng. Dạ kính mời bằng tay quý vị ạ. À. Dạ mời có thể chích chát lên hoặc là cầm mic đặt câu hỏi với ngài ạ. À. Nguyên Như có câu hỏi không Nguyên Như? Nguyên Như tụng kinh hả? Rồi mời Nguyên Như nha. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ thưa ngài, Nguyên Như có một câu hỏi là trong cái bảy sở và hữu biến hành nó có một cái tâm sở là tâm sở tư, thì con được học là cái tâm sở này thì có mặt trong tất cả các tâm hết. Thì nếu mà mình là một hành giả, mình ngồi thiền thì cái tâm sở tư nó cũng vận hành trong tâm mình. Mà con được học là khi mà tới bậc A-la-hán á, thì các ngài dùng cái banh nha, cái trí tuệ thôi, chứ cái tâm sở tư nó không có giống như là sai khiến cái tâm của các vị ba A-la-hán nữa. Như vậy là khi mà mình từ một cái người có tâm sở tư bình thường tới một cái người mà không có còn tâm sở tư nữa, chỉ còn dùng cái trí huệ để mà sai sử những cái hành động hàng ngày, thì nó mất từ từ hay là sao bạch ngài? Cái chỗ đó Nguyên Như không hiểu, xin ngài giảng cho con ạ. Dạ con xin dâng mic lại cho ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái tâm sở tư này thường có nhiều chỗ mình dịch là tác ý chetana đó, chetana chetasika mình dịch là tư tác ý hay gì đó, chuyện không quan trọng, mình chỉ nên hiểu cái nghĩa của nó thôi. Cái nghĩa của nó đó là cái tâm sở này là nó là pháp kích thích và nhắc nhở tâm cùng các tâm sở đồng sanh với nó làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Thành ra dầu ở cái bậc nào đi nữa thì cũng có cái tâm sở tư này cả. Bởi vì cái nhiệm vụ của nó là giúp cho tâm với tâm sở đồng sanh với nó đó, làm tròn cái nhiệm vụ. Nhưng mà trong lúc mình đã làm nhiệm vụ vậy đó thì cái tâm sở mà có năng lực nhất trong cái đám đó thì tùy theo. Ví dụ như mình có những cái chỉ lúc là tâm sở trí tuệ, có những cái lúc khác là tâm sở định hay niệm, là tùy theo cái pháp mình đang có lúc đó. Nhưng mà nó luôn luôn nó được thúc đẩy và nó được giúp đỡ bởi cái tâm sở tư này. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật mới gọi tâm sở tư này là nghiệp là vậy đó. Chê tịnh hẳn thuyết cầu quê cầm măng quá tàm ní là vậy đó. Đừng có ngạc nhiên khi nào mà bất cứ ngay bậc A-la-hán làm vậy, làm với cái tâm gì, tâm sở nào đi nữa, thì cái tâm sở tư này nó cũng là cái năng lực để thúc đẩy cho những cái tâm và tâm sở đồng sanh nó hoàn thành cái nhiệm vụ mà cái chúng sanh nó đang làm. Chứ không phải là lúc nào mình cũng nói là cái nó là nó phải vậy, nó không có phải như vậy. Thường thường mình dịch từ cái mình hiểu theo cái nghĩa là cái người đầu tiên mình dịch ra được cái đó. Thường thường trong cái gì học Bali là không bao giờ người ta dịch cái rõ ràng đó, người ta định nghĩa nguyên cái đó thôi, chứ người ta không có dịch từ chữ, và dịch từ chữ nó rất là dễ sai hoặc rất dễ hiểu lầm, nó đưa tới cái sự nghĩa là không hiểu cái điều mà mình muốn nói không chừng đó. Thì cái tâm sở tư hay là chê tình này nó có ở trong tất cả các loại tâm sở, nhưng mà nó chỉ tạo nghiệp ở trong các tâm thiện dục giới mà thôi. Còn nếu mà nó ở trong cái tâm thiện siêu thế đó, cũng gọi được gọi là nghiệp, nhưng nghiệp đó là nghiệp không trắng không đen, tức là nghiệp mà cho cái quả không trắng không đen, tức là tâm quả siêu thế đó. Nó cũng là nghiệp, nhưng mà thường thường mình tính là nghiệp siêu thế, tức là cái nghiệp để dẫn dắt đi luân hồi mà thôi. Nam Mô Bích Thai dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, dạ con xin tri ân câu trả lời của ngài. Dạ bạch ngài, như vậy Nguyên Như có một câu hỏi kế tiếp á, là như vậy bạch ngài, theo lý thuyết đó thì nếu mà mình học thiền Vipassana, mình làm gì biết đó, đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, thì như vậy á, mình sẽ tập, mình có cái niệm quen thì mình sẽ tập là mình dùng một trong cái những cái tâm sở tịnh hảo để mình phát triển cái tâm, rồi khi mà mình làm gì biết đó thì mình sẽ không có dùng những cái tâm sở ở trên kia nhiều, phải không ngài? Nếu mà như vậy, nó cứ phát triển về những cái tâm thiền hơn là những cái tâm bình thường ở cái chỗ mà 54 tâm dục giới, phải không ngài? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị.
Thật sự ra đó khi người mà được gọi hành thiện minh sát, tức là hành cái 37 giác phần tập yếu đó, thì cái quan trọng của nó là mình cần phải biết nó có bao nhiêu pháp chánh, là nhớ cái chuyện đó. Thì cái chi pháp chánh nó làm cái việc của nó, mà nó làm cái việc của nó thường thường là cái tất cả các tâm tâm sở với sắc đó, nó thường là nó đồng sanh với nhau, chứ không phải nó riêng lẻ, là tùy theo mình khai triển theo một cái chiều hướng nào đó. Chứ thí dụ như bây giờ con mắt mình nó mình thấy đi, thì mình thấy là mình phải có sắc thần kinh mắt, tức là sắc quẩn, có những cái nhận thức đó là thức quẩn, mà có 7 cái tâm sở đi theo nó, tức là thọ tưởng với hành, tức là nó phải có 5 cái chuyện đó. Như vậy thành ra cái chuyện đầu tiên đó, mình muốn hành biết đi biết đứng biết ngồi biết nằm như thế nào đó, mình cần phải hiểu có bao nhiêu loại tâm sở hoạt động trong cái 37 giác phần đó, là tâm sở chính đó. Chứ còn nó thì nó từ đầu tới đuôi thì nó bao giờ nó cũng bỏ ba mươi mấy tâm sở đó, tối thiểu là 33, nhiều nhất là 38 đó. Đây, nhưng mà mình phải hiểu những cái phần chánh trong đó, chứ đâu phải lúc nào cũng vậy. Ví dụ đang hành cái pháp mà ngăn ngừa để tận diệt quyền não, thì cái đó là tâm sở cần đó, trong tứ chánh cần. Ví dụ vậy thì tâm sở nó quan trọng, nhưng mà cái tâm sở cần một mình nó không làm được gì cả, theo cả một nhóm. Ví dụ như cái tâm mình lúc đó là tâm thiện hợp trí thứ hai đi, thì thiện hợp trí hai tức là nó có bao nhiêu tòa loại tâm sở như vậy. Như vậy hay là thiện tám nha, nó có nhiều loại tâm sở không sở. Nhưng mà ở đây chú ý là chú ý chỉ cần những cái chi pháp chánh của cái gì cái của bố cái tâm sở nó nằm trong cái giác phần tập yếu mà thôi. Thì nó mình biết cái đó cũng vậy, nó khi mà biết cái lúc đó là nó có gì, niệm định tuệ tối thiểu, cái đó là tối thiểu. Tại vì đầu Đức Phật đã dạy a tạp bi sammacchano satimā, a tạp bi tức là tinh cần, sammacchano là trí tuệ, mà satimā là niệm, cái tối thiểu đó. Thì nhưng mà nó phải đi chung với các tâm sở khác nữa, chứ đâu phải nó không có đi riêng rẽ được đâu. Nên nếu mình nói biết hay cái gì biết đó, thì mình phải hiểu một số cái tâm sở chánh trong cái 37 giác phần tập yếu đó, rồi lúc đó mình mới tính được cái khác. Chứ còn mình không hiểu là mấy ta ơi, đó lý do tại sao mà đa số những cái gì mà thiền sư người ta khuyến khuyến khích mình nên học thắng pháp tập lý luận là vậy đó, để mình thấy rõ ràng những sở nào cần thiết, những tâm sở nó đi như thế nào, rồi nó xuất hiện trong những trường hợp nào của 37 giác phần tập yếu, thì mình mới có thể biết những cái mà thì sư nói ở đi biết đi nghe biết nghe. Chứ còn nếu không nó mình nhiều khi nó phải nói, chứ ngay cả bàn xanh nó đi nó cũng biết đi chứ làm sao nó không biết được, nhưng mà nó biết qua cái khái niệm chế định mà thôi, chứ nó không biết theo cái khái niệm mà cái người hành thiền minh sát biết. Hai cái nó khác nhau chứ nó không giống nhau. Chứ hỏi nó đi mình không biết nó đi sao được. Biết hết đó ha, nhưng mà biết như thế nào thì được gọi là cái người đó đang hành thiền minh sát, và biết như thế nào thì được gọi là cái người đó đang cái câu hỏi nãy của cô Như Quỳnh đó, đang phóng dật dễ nhui gì đó ha. À, tùy theo là phải nghiên cứu kỹ một số cái điều kiện như vậy. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin kính tri ân ngài. Dạ con thấy đạo tràng không ai, thôi con thêm một câu nữa luôn bạch ngài, là khi mà mình hành thiền thì ở những vị thiền sư hay nói là nếu mà cái tâm xấu xảy ra thì mình cũng biết là nó xấu, mà khi mà mình hành thiền minh sát rồi á thì tất cả xấu tốt hay là trung tính gì cũng là đề mục để cho mình thiền hết. Nhưng mà nếu mà mình có một cái niệm xấu mình xảy ra mình biết rồi mà mình vẫn bị nó lôi cuốn theo mình làm, chẳng hạn như là mình ăn sái giờ rồi mình đã biết là nó xấu, mình niệm mình biết nó như vậy mà mình vẫn không có cưỡng lại được cái sự thích ăn sái giờ đó rồi mình ăn, thì như vậy á thì mình sẽ rơi vào cái chỗ là mình biết chứ không phải là không biết, phải không bạch ngài? Nhưng mà như vậy là mình biết rồi, mình có tội thì mình vẫn có tội như thường, phải không ngài? Chứ đâu phải là thấy nó làm đề mục rồi cái nó không có tội gì hết.
Dạ con xin nhân mic lại cho ngài để ngài giải thích cho con thêm ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Gia Kính Thưa Chư Quý Vị. Mình có cái ác pháp lẫn thiện pháp, nhưng mà cái biết á, biết để làm gì? Biết ác pháp để diệt và biết thiện pháp để làm cho nó phát triển. Hai cái biết nó khác nhau. Chứ còn mình nói mình biết theo cái kiểu mà thông thường mình hay nói thì cái đó nó không có lợi ích gì cho mình cả. Ví dụ như trong cái phần mà tâm quán niệm xứ đó, tâm có tham biết có tham á, thì mình biết cái đó để làm gì? Đó là biết để diệt. Nhưng mà tâm mình nó có cái pháp tốt á, thì mình biết để mình làm cho nó phát triển, duy trì hoặc làm cho nó phát triển, tạo điều kiện nó phát triển. Thì tất cả những cái khác cũng vậy. Mà thường thường mình không có biết đúng mức tới nơi tới chỗ, thành ra mình vẫn bị, nghĩa là đôi khi nghi ngờ những cái trường hợp mà ông thiền sư ông vừa cho mình trình pháp rồi ông giải thích vậy vậy đó. Nhiều khi mình biết không có tới, biết không tới, nhưng mà nhiều khi mình không có khả năng để mình hỏi tới đó. Thành ra thường thường đó, tại sao người ta cho trình pháp để mình trình một số điều kiện để ông thiền sư ông coi mình biết cái biết nó chắc hay không, biết đó biết theo thực tính pháp hay biết theo chế định pháp. Bởi vì nếu mình biết theo chế định pháp thì cái biết nó không xài được đối với pháp hành. Còn mình biết theo thực tính pháp thì may ra giúp được rất nhiều chuyện đó. Bởi vì một khi mà mình học, như mình học như chúng tôi nói đó, tại sao mình phải học số cái điều kiện gì thì ngôn ngữ Pali là vậy đó. Bởi vì Pali là cái ngôn ngữ duy nhất nó có cả ba cái điều kiện trong đó, là ngôn ngữ có thể chứa đựng thực tính pháp, có thể chứa đựng một nửa thực tính pháp, và học không có thực tính pháp nào cả, mà chỉ có cái ngôn ngữ Pali mới có được cái việc đó mà thôi, còn cái khác không được. Ví dụ mình nói Bà Tha Quy mà mình hiểu là đất, mà mình đi mình đạp trên đất đồ này kia thì cái đất đó chỉ là chế định, nó không có giá trị gì về thực tính pháp cả. Nhưng nếu mình hiểu Bà Tha Quy là tóc lông móng răng da rồi này kia đó, đó thì cái đó là có một nửa thực tính pháp, một nửa không có. Nhưng mà khi nào mình hiểu Bà Tha Quy tức là một trạng thái cứng hay mềm đó, thì cái đó là mình thấy được thực tính pháp qua cái ngôn ngữ Bali là như vậy đó. Còn nếu không thì mình không có làm được cái đó thì mình không thấy. Thành ra thường thường mình hay làm những cái một số cái chuyện mà nó sai lầm mà chính mình cũng không biết, và nhiều khi mình cũng giấu không trình cho ông thầy sư biết. Quý vị nên nhớ cái điều căn bản này nè. Ví dụ như mình nói đi đứng nằm ngồi, đi đứng nằm ngồi nội đó. Đi đứng nằm ngồi trong cái thiền minh sát nó khác đi đứng nằm ngồi trong thiền chỉ, và nó khác với đi đứng nằm ngồi của cái người ở ngoài đời không có học thiền chỉ hay thiền định gì cả. Ba cái chuyện nó khác nhau hoàn toàn, trên nó không có giống nhau đó. Ví dụ như mình nói ngồi trong 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 thiền chỉ đó là cái thế tịnh, nhưng mà ngồi trong thiền minh sát là cái thế động, chứ không phải ngồi im là đấy là cái thế động, chứ không phải là cái gì. Mình hiểu chứ có những cái chuyện nào nó nghĩa là nó rất mắc, cho nó không có dễ giống như mình nghĩ thông thường vậy đâu ha. Nên nếu mà có dịp đó, ở đây đó Huynh Kinh mà dạy cho quý vị học duy pháp căn bản đó, ráng học một số cái điều kiện đó rồi sau này đó quý vị sẽ hiểu những cái điều chúng nói ngày hôm nay, chứ còn không giờ quý vị biết không. Ngay cả nằm hay đứng đều là thế động trong thiền minh sát hết đó, thế nào thế ấy đó. Nhưng mà nằm theo thiền chỉ là khác, mà nằm theo cái kiểu mà mình ngủ nó khác, mỗi cái nó khác nhau. Thành ra đó là những cái mà cần phải hiểu cho rõ để mới có ấy được. Thành ra cô Nguyên Nhân nên ráng tìm hiểu số cái điều kiện vậy đó, trước khi mình hạ thủ công phu làm gì để này thì khỏi phải hoang mang. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ Liễu Tông, con lâu quá nhớ Sư Phụ vào đây để học hỏi Sư Phụ. Dạ con có câu hỏi này, xin Sư Phụ chỉ dạy cho con. Thí dụ như Sư Phụ, thí dụ lát nữa con chết đi,
con chết đi thì có người nói là chết đi thì cái thân xác sẽ rã rời, là mất luôn, rồi cái tâm mình cũng rã rời mất thương luôn. Vậy thưa sư phụ, vậy luân hồi là nghĩa gì thưa sư phụ? Còn nếu mà không có luân hồi thì trong trước nói có một cái cô, cái cô có một gia đình đó, thì người mẹ mới cưới vợ cho con, nhưng mà cưới lầm một người thạch nữ là không có con. Rồi cái mẹ muốn là cưới với cái người thay thay để nối dòng, thì cái bà này thôi để bà chọn một người thì cưới ra bà này có mang. Thì cái bà kia bà nói là nếu mà cái bà này có mang đẻ ra cái con á, thì là sẽ lướt quyền mình, cho nên bà làm cho cái thai của bà này nó trục thai chết. Bà làm lại hai lần thì hàng xóm nói, cái bà này mà làm hai lần như vậy thì cái con nhỏ này nó sanh tâm rồi. Rồi cái bà này nó nói thôi bây giờ đừng có báo cáo là cho nó thai cho con thạch nữ nữa. Thì nhưng mà khi mà không báo cáo như cái bụng lớn lên thì nó cũng dạng vậy nữa, rồi nó cố kỵ nên nó giết lần nữa. Thì khi mà bà này sắp chết thì bà nói là tao sẽ trả thù. Thì bà nói vậy thì khi mà bà sẽ chết rồi bà đầu thai lại thì bà nhớ cái tuần cũ, thì có cái chuyện này sau này thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giải quyết cho họ. Thì con thấy là dường như chết không phải là hết. Cái thân mạng, cái thân xác, cái rupa của mình thì cái body của mình thì mất, cái tâm, cái chiếc tá nó còn. Cái chiếc tá đó, mà cái chiếc tá đó nó còn không phải là nó còn trong cái thân để mà có thể điều khiển cái gì, nhưng mà là cái con nghe cái ngài Hữu Tông có nói khi mình chết đi thì mình theo cái nghiệp, thì cái nghiệp nó theo mình. Thì nó thèm nó, thì cái mình đó là cái gì thưa sư phụ? Cho con chỗ này hơi dốt thì con xin hỏi sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ cầm mai. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chề Tổng Hè Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thường mình âm thanh đời mình hay nói ngược nhiều lắm, nên mình không hiểu nhiều chữ. Cái sẵn xả ra quách tạ, mình dịch là luân hồi, mình dịch cái chữ đó là rất là sai. Nghĩa là rồi mình nghĩ là chết rồi cái đầu thai trở lại, không có cái chuyện đó. Mà nếu mà dịch chỉ sẵn sàng ra quách tạ chỗ đó, dịch cho đúng là luân tới chứ không có luân lui. Luân lui mới là luân hồi, mà luân tới thì không có luân hồi. Còn hỏi cái gì mà tiếp theo cái đó, nó chỉ là cái chuỗi sanh diệt của danh sắc mà thôi. Đó. Nhưng mà dựa vào chuỗi dài sanh diệt của danh sắc đó, thì người ta mới đặt số cái điều kiện, cái thứ để mình hiểu nhau, chứ không phải để mà hiểu, nghĩa là hiểu theo cái mức độ của thực tính pháp, hiểu nhau thôi. Chứ thật sự ra đó, cái gì lặp đi lặp lại, không có gì lặp đi lặp lại. Vì cái tâm tử mà nó diệt rồi đó, cái tâm kế tiếp gọi là bà tỳ sảnh thí đó, thì thường thường là mình dịch tâm tái tục hoặc là tâm tái sinh, thì cái đó là không có phải. Mà tỳ sảnh thí có nghĩa là moving, tức là dời từ nơi này tới nơi khác. Đó. Thì nó dời như thế nào? Tâm tử là cái tâm gì đó không biết. Khi mà nó diệt rồi thì nó để lại cái nhân trong cái tâm kế tiếp nó phát sanh. Thì cái tâm kế tiếp nó sanh ở chỗ nào đó thì mình được gọi là mình mu tới đó. Mình nó nói chứ mình mu được ngôn trật, danh sắc nó mu tới đó. Mà mỗi năm danh sắc nó cứ nó thay đổi, kiếp sau một cái danh sắc đó. Mà nó không phải là một, mà nó cũng không phải là hai. Nên nhớ chuyện đó, nó không phải là một. Nếu mà nói là một như vậy là nó thường, mà nếu nói là hai tức là nó đoạn sao? Phải không? Thì nó để là cái nhân cho tiếp tục vậy đó. Nhưng mà mình không có dùng được những cái danh từ mà để cho anh hiểu rất rõ ràng. Mình nói luân hồi tức là sanh lại, cái hay là tái sanh đồ này kia, ông sùng làm cho mình cứ tưởng là mình chết rồi mình sanh lại, không có đâu. Ở đó không có. Nếu mà nói theo thực tính pháp đó thì không có ai mà sanh lại hết á. Nó chỉ có sự sanh diệt của danh sắc mà thôi. Rồi cái sự sanh diệt của danh sắc đó, các bậc trí như Đức Phật mới đặt tên cho nó. Đặt tên nó, ví dụ như tâm đó, chịt, chù tì chịt tạ và tì sánh thế,
diệt tán, cả diệt tán này kia xong đó. Đó là những cái chuỗi những sát na luân hồi, sanh diệt luân hồi, sanh diệt, mà không có một bất cứ một cái tâm nào trong cái tiến trình từ vô thể tới vô chung mà nó sanh lại lần thứ hai cả. Nó sanh rồi nó diệt là nó mất luôn, mỗi mất đi đâu thì mình phải biết nó từ đâu đến thì mình mới biết nó mất đi đâu. Còn cái kia mà mình không biết nó từ đâu thì mình không thể nói nó mất rồi nó đi đâu cả, nghe không? Đó, thành nó thành ra sư không hiểu rồi đó, là mình dùng cái danh từ ở cái kiếp trước tôi là tên đó, tức là một loại hình thức chế định để mình hiểu cái tiến trình nó như vậy. Chứ một A Tăng Kỳ trước cái ông đó đó là gì đi nữa mà bây giờ ông nhớ tiền kiếp ông đời ông luân chuyển từ đó tới đây, mà thường thường người ta hiểu được cái đó thì hiểu là một là không có phải. Nhớ cái ông 11 A Tăng Kỳ trước với cái ông xuất hiện bây giờ, hai cái danh sắc nó khác nhau hoàn toàn 100%. Đó. Nó chỉ liên hệ qua cái luật của quả mà thôi. Nhưng mà rồi cái mình dùng những một số cái tiến trình mà của thần thông với những cái tiến trình mà được đọc đi lại, ví dụ như nhớ tiền kiếp, nhớ này nhớ nọ đó, thật sự chúng ta không có tiền kiếp chẳng hậu kiếp, bởi nó cứ nó sanh diệt sanh diệt sanh diệt như hoài thôi anh, thì làm sao có tiền kiếp có hậu kiếp được. Mà nhưng mà mình vẫn hiểu như vậy, mình vẫn hiểu như vậy, mà hiểu rồi thí dụ như bây giờ sư Vương Thông có dịp học Bali sẽ biết trong Bali nó có 12 cách nói chính và 40 mấy cách nói phụ á. Thành khi nào mình nói quả mà ta hiểu nhân, mình nói nhân ta hiểu quả, hiểu hiểu như thế nào, học cái đó rất rõ ràng là mình hiểu cái câu Bali rồi mình sẽ biết, sẽ thấy cái điều mà sư Vương Thông hỏi chúng tôi ha, không có cái vụ mà sanh tới sanh lui vậy đó. Nó sanh ở đâu thì nó diệt ở đó. Trong một cái búng tay tâm sanh diệt 1.000 tỷ lần thì hỏi có chúng sanh nào đó. Nhưng mà nếu mà mình nói là nó không có gì hết thì không có được. Đó. Mở cái tâm mà thì chỉ có đức toàn giác mà thấy nó là gì rồi tách na nó sanh diệt cái thế nào thôi, chứ còn bây giờ thần thông mà cỡ ngày một mất hành lên á hay là ngày sẽ điều tạo đâu có thấy được, thấy không? Nên nó dựa vào một số cái điều kiện đó, cái mình thấy theo cái sự hiểu biết của Đức Phật, rồi mình suy tư ra nó phải vậy nên nó mới thành chuyện khác, thành chuyện khác, chứ thật sự là nó không có thành cái chuyện gì khác đó. Còn bây giờ muốn kể chuyện cho nó hiểu vậy đó thì nó mới có những cái chuyện tiền thân rồi này kia ông trùm rồi cái mình tin về người này hai kiếp trước là người đó, người ba kiếp trước là người đó, hay là thí dụ như cái chuyện mà ngạ quỷ là nói là mẹ của ngài sẽ điều tại hai ba kiếp trước đó, rồi mình tin hai kiếp trước là mẹ con nhau là đâu có được. Nếu mình tin mình hiểu theo cái kiểu đó là nó không có đúng, nghĩa là những cái điều kiện mà hai ba kiếp trước đó là nó ở trong cái giả định là một người trong gia đình với nhau rồi. Rồi bây giờ mỗi người mỗi ngã nó khác nhau, cũng giống như bây giờ bình thường đi gia đình, bây giờ mình sư Quan Thông này chạy qua Mỹ, có đứa con ở tiểu bang này hoặc còn ở Việt Nam đó, nói mình là cùng một gia đình, nhưng thật sự ra cái tiền kiếp của mỗi người nó không có ai biết ai đó. Thì nó cái luân hồi là cái rất là khó giải thích, mà cũng là mình cứ dịch theo cái ngôn từ của người đời, mình dịch riết mình rối thôi, thấy không? Đó, giờ theo rồi mai mốt muốn cho biết thì cái tính cái danh sách kiếp rồi danh sách kiếp này đó là nó khác nhau hoàn toàn 100%, nó không có giống, nó không phải là một, nó cũng phải là hai, nhưng nó chỉ là sự nối tiếp qua cái tiến trình nhân quả mà thôi. Đó. Nên nếu mình nói nó là một, nó chết chỗ này rồi nó sanh lại chỗ khác, cái đó là thường kiến. Mà nó chết chỗ này nó biến mất, nông sanh lại cho khác, người ở đâu ai sanh lại cho rồi sanh lại, cái đó là đoạn kiến, nó cần chết chốt nữa. Thành ra mình suy nghĩ những cái mà liên quan tới thực tính pháp với chế định pháp này đó,
mình suy nghĩ hồi nhiều khi mình nó mới nói với mình là cũng thành cái tâm quan vu rồi, là thành tà kiến không chừng. Bởi vì mình không có khả năng để mình nhìn qua cái vừa qua hoặc một cái sắp tới, mình không có khả năng. Mà mình chỉ biết là mình học theo cái đó. Nếu mà cho tới cái ngày nào mà mình chưa tận diệt được vô minh giới dục á, thì chắc chắn sẽ có cái gì đó nó nối tiếp. Còn nếu mà mình đã tận diệt cái đó thì không có cái gì nối tiếp đó. Thì cái chết đó, cái chết thực sự mà nói chết cho đúng á, là không còn cái gì nối tiếp. Còn cái của mình á, mình không thể gọi là chết được, mà mình chỉ gọi là di chuyển từ cái nơi này sang nơi khác mà thôi. Chứ mà tỷ sanh tí đó là di chuyển từ nơi này sang nơi khác, chứ không phải là chết. Rồi chứ chủ tử mình chỉ là chết, không phải đó. Bởi vì mình vẫn còn cái gì nó nối tiếp nối nhau, làm sao mình gọi là chết được. Thành ra chỉ có cái chết của bậc tứ thánh quả mới gọi là chết mà thôi. Còn mình là vẫn còn tiếp tục di chuyển hoài cho tới khi nào chấm dứt được vô minh quả dục, thì nó mới không có cái danh từ mà mình chế định là kiếp sau. Đó. Thành ra nói hồi cái người nghe cũng hiểu, người nói với chúng tôi cũng không hiểu luôn, thì vậy đó. Nằm mô cái tài giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, bạch ngài, con nghe ngài nói cái chỗ mà nếu mà mình không có chết mà mình di chuyển từ chỗ này tới chỗ khác, bạch ngài thì nói như vậy nghe giống giống như là nó là một cái thường kiến, tự vì phải có một cái thân á thì nó khác đi, nhưng mà cái tâm nó phải có cái gì giống để nó bao, để nó di chuyển từ chỗ này chỗ khác. Nhưng mà nếu mà như vậy á thì cũng không phải là thường kiến, mà tự vì cái tâm á, từ cái kiếp này qua cái kiếp khác thì cái tâm nó đã đổi rồi, như vậy là cái tâm thay đổi rồi, cái thân thay đổi nữa. Nếu mà như vậy thì đâu có cái gì mà thuộc về cái mình của kiếp này để mình thấy được kiếp trước kiếp sau, phải không ngài? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Cái chỗ này thiệt là rối đó bạch ngài. Dạ Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, mình cứ nhìn thực tinh pháp mình sẽ thấy rõ hơn là nó sanh chỗ nào nó diệt chỗ đó, chứ chứ không có kiếp sau kiếp gì đó. Nhưng mà sở dĩ có kiếp sau tại vì có sự liên tục, cái sự liên tục của cái dòng sanh diệt của cái danh sắc đó, nó sanh diệt liên tục vậy. Dầu rằng nó sanh nó diệt, ví dụ như thường thường đó mình học về lộ định tâm mình thấy vẽ mười mấy hai chục vòng tròn, cái đó không phải nó sanh diệt như vậy, nhớ nha, nhớ không phải nó diệt là nó biến mất rồi cái khác nó xuất hiện, cái biến mất cái khác nó xuất hiện, biến mất cái khác nó xuất hiện đó. Nhưng mà trên nguyên tắc là giống như dính liền nhau đó, tại nó khi mình vẽ mười mấy cái vòng tròn đó, mình tưởng đâu nó xóa xanh như vậy, là quý vị đừng có hiểu cái kiểu đó, hiểu kiểu đó là rất là sai lầm. Nghĩa là xuất hiện nó mất rồi cái nó để là cái nhân để cái thứ hai xuất hiện, cái thứ hai xuất hiện cũng mất rồi, cái thứ ba tiếp tục tục từ vô thủy tới vô chung như vậy mà thôi đó. Thành ra nó không có, nó chỉ có liên tục qua cái tiến trình nhân quả của nghiệp báo mà thôi, chứ nó không có mình nói mình nó chứ nó đâu có để là mình nó đâu có giống. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình là nói theo định con người mình sanh với cái tâm tái tục đó là tâm đại quả thứ tư thứ năm gì đi, nhưng mình lá nhiều quá thì nó cái tới chừng mà nó cái tâm tử mà nó sanh rồi, cái tâm kế tiếp đó, cái tâm tiếp mình gọi là tâm tục sinh đó, nó ở bốn đường ác đạo rồi, làm sao mà nó giống nhau được. Bởi vì cái tâm mình sanh làm người nó khác, cái tâm đi bốn đường ác đạo làm sao giống nhau được. Mà hỏi nó phải là một, nó không phải là một, nó khác nhau hoàn toàn. Mà hỏi có phải là hai không, cũng nói không được. Nếu mà nói là hai tức là nó phải có cái liên quan, thấy không, liên quan từ cái tâm tử kiếp này và cái tâm tái tục, cái tâm mà nghĩa là di chuyển cái tới tới cái nơi khác đó, tức là bà tỳ sanh tí đó, mình tâm tục sinh đó, nó liên hệ qua cái gút mắt của cái nhân duyên nhân quả của nghiệp báo luân hồi mà thôi. Chứ còn nếu mà nó có người nào không thì làm sao có người nào được. Mình bởi chừng dần vậy rồi cái mình tắt thở mình sanh là ông kiến nhỏ xíu mà nó có người nào đâu có được. Nhưng mà thường mình hiểu theo cái lối chế định vậy, là ra càng hiểu càng nhức đầu là vậy đó. Nam mô Bụt Thầy á.
Dạ kính thưa sư phụ, con thấy thế này thưa sư phụ, là vì nếu mà mình thấy không có cái chứng vị mà là tái sanh đó, thì làm sao thể mình tính được người đó tu hành 20 A Tăng tỳ kiếp cho một vị Samma Sambuddho, một vị là 40 A Tăng tỳ kiếp cho vị là Pacheka Buddha, một vị là 80 A Tăng tỳ kiếp cho một vị là Savaka Buddha. Thành ra nếu mà nói như vậy đó thì cũng khó mà tính được. Và trên thực tế thì con cũng có nghe một người bạn nói là có một người Miên thì sanh ra vào khoảng năm sau tuổi 60 tuổi là thuộc tất cả những cái kinh Pali, là vì người trước là nghe cái họ nói là hồi trước họ là của một nhà sư, rồi họ thuộc kinh dữ vậy, nhưng mà sau này họ ông đó ông lấy vợ. Thành ra cái chuyện thí dụ bây giờ nếu mà những người đó mà bây giờ muốn là giỏi Pali hay là giỏi cái gì đó thì học với cái gì đó rồi kiếp sau nữa thì họ có thể là vậy. Chứ nếu mà không có cái chuyện vụ đó thì người ta khó lý giải được trên thế gian này sao có người đần độn và có người rất là thông minh. Thành ra thưa sư phụ, nếu mà nói như vậy thì nó là tại cái người thông minh vậy là kiếp trước họ đã cúng dường, kiếp trước họ đã học hành, kiếp trước đó họ là sống một đời sống hiền thiện cho nên kiếp này nó như vậy. Thì rõ ràng thì thấy cũng có một cái sự nó samsara hay là rebirth thì cũng cũng hình như vậy. Thì cái chỗ này thì con còn lấn cấn, thì thưa xin sư phụ từ bi chỉ dạy soi sáng cho con cái chỗ này. Con cũng công nhận rằng nó không phải là sự luân hồi mà nó 100% là như vậy, nhưng mà khi mà con người ta đó là ví dụ bây giờ con là có một cái thân bằng xương bằng thịt này mà quả tim còn đập thì con còn chép chép cái miệng được, nhưng mà quả tim hết đập rồi con không chấm chép như miệng, nhưng mà cái biết con cái chiếc tá của con đó thì nó đi đâu rồi, rồi tất cả những công việc làm của con là thiện nghiệp hay là ác nghiệp của con đang làm đó, thì nó nằm đâu rồi, nó đi theo lấy cái gì nó mang, thì cái vấn đề là con muốn biết cái chỗ đó đó. Xin sư phụ soi sáng cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Nam mô Phật Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Mẹ Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Có người đưa cho sư cái chuông, hỏi cái tiếng chuông nó nằm đâu, thanh á, cũng mình trả lời sao, nó nằm trong trong cái chuông à, vậy bổ ra chuông từ tìm cái âm thanh rồi có không, phải không? Đó, nhưng mà mình vẫn nói là cái âm thanh đó là âm thanh của cái chuông đó. Nó phát sinh được nó tùy theo một số cái điều kiện khác chứ không phải là từ cái đó nó phát ra cái âm thanh. Nó phải có nhân duyên, có điều kiện chứ làm sao ấy được, cái công ấy là mình nghe âm thanh của cái chuông đó là được. Cũng phải có người đánh, có người đụng, có người này cái người đó. Thì cái này cũng vậy ha. Mình học tức là mình tạo cái nghiệp, thì cái nghiệp nó phải cho cái quả. Thì cái quả là cái những cái sự mà mình thấy hiện tại đó, là nó là cái quả của cái nhân nào trong quá khứ đó. Nhưng mà cái nhân nào trong quá khứ đó là mình tính để mình có cái khái niệm thôi, chứ hỏi mình tu bao lâu để thành, bao lâu thành. Nên nhớ mình dịch cái chữ A Tăng Kỳ đó, mình phải hiểu cái nghĩa A Tăng Kỳ tức là A Sẵn Xá đó, A Sẵn Khả đó, tức là Sẵn Khả đó là đếm được, mà A Sẵn Khả đó là không thể đếm được. Thành ra cái thời gian chắc chắn là không thể đếm được. Mà thời gian đó nó chỉ ở trong một số cái điều kiện mà người ta chế định mà thôi. Thí dụ như mình ở có người thì chế định một số chế định có người thôi, chứ mình đem cái đó qua cái hành tinh khác họ không hiểu được, phải không? Hành tinh mình tối đa cái vận tốc ánh sáng cỡ, nhưng mà chỗ khác nó đi nhanh hơn nhiều đó, phải không? Nó mỗi cái nó có cái điều kiện của nó, mà cái điều kiện đó là do nhân quả. Mình tạo nhân như vậy thì cái quả nó sẽ như thế đó, thế đó. Mà bên cạnh cái thế đó đó, nó còn có một số cái tiến trình của những cái nghiệp lực khác. Bởi vì nghiệp nó có tiền nghiệp, có chướng nghiệp, có này có nọ, nhiều chuyện lắm chứ là không thấy được. Thành ra mình không hiểu là tại vì mình cái trí tuệ mình nó chưa đủ tới để mình hiểu được. Chứ đâu phải người hiểu được.
không muốn hiểu được là nó có một số cái điều kiện về cái vấn đề. Thứ nhất là cái tiền nghiệp của mình, tiền nghiệp của mình cái chúng sanh mà ở trong cái tiền nghiệp đó này, tạo những cái nghiệp gì, cái mức như thế nào nào, thì khi cái đó mà nó cái danh sách đó mà nó diệt rồi đó, thì nó để lại cái một cái mình gọi là cái nhân đó, để cho một cái danh sách khác nó tiếp tục. Nhưng mà hai cái chúng tôi nói rồi, nó không phải là một nhưng mà nó cũng phải là hai. Nó có sự liên tục, nó tiếp qua do tiến trình nhân quả. Thành ra khi mà cái danh sách mới mà nó xuất hiện đó, nó được thọ hưởng một số điều kiện mà của danh cái danh sách cũ tạo. Thành ra mình sanh ra nhiều khi mình giỏi cái môn này mà mình không giỏi môn khác là tùy theo cái tiền nghiệp đó, đó là như vậy. Chứ không phải là tự nhiên là mình học mình nhớ kinh cái là phải vậy, không phải. Nhớ kinh chưa chắc là kiếp rồi mình đã học kinh là nhớ chuyện đó. Có thể mình học một hai ba kiếp gì trước trước nữa không chừng. Đó. Nhưng mà khi mình học kinh rồi đó, nếu mà mình hên, mình có nhiều thiện pháp, mình sanh lên cõi thiên á, ở trên đó một kiếp hai kiếp mình sanh xuống mình vẫn có thể nhớ được, bởi vì là những lỗ quá sanh vậy thì họ nhớ dễ nhớ lâu hơn mình. Nhưng mà trong đúng bốn đường ác đạo rồi mình trồi lên coi, dầu kiếp rồi mình có thuộc là tam tạng pháp sư đi, mình lọt xuống cái bốn đường ác đạo mình trồi lên coi, mất hết chứ làm sao còn được, phải không? Nó tùy theo cái điều kiện, một số điều kiện như vậy, chứ đâu phải hay không là nó phải về hết đâu được. Nghiệp nó vẫn còn có bị những cái chướng nghiệp hay cái gì nó thay đổi được, mà cái mình đã tạo rồi đó nó vẫn có thể bị một số cái điều kiện khác để do nó thay đổi được, chứ đâu phải không đâu. Nam mô thầy ạ. Kính thưa sư phụ, con vừa đọc về cái tiền kiếp của ngài Mahakasapa và ngài Phá-đá và bà Phá-đá Kapalini, thì trong kinh sách nói lại thì họ là cặp vợ chồng của nhiều kiếp, và lên thiên giới thì cũng là cặp vợ chồng của nhiều kiếp. Rồi bà Phá-đá Kapalini đã có nhiều lần làm hoàng hậu, rồi là mẹ của Sariputta, là mẹ của Ananda, vân vân. Rồi kiếp này thì họ cũng đã gặp nhau, nhưng mà bởi vì những người đó có cái tâm tu hành nhiều kiếp rồi, cho nên kiếp này là bà Phá-đá Kapalini cũng muốn tu hành làm người ascetic, tức là tu khổ hạnh, và ngài Mahakasapa cũng là có tâm tu khổ hạnh, cho nên gia đình họ giàu quá, cho nên họ bắt buộc ông Mahakasapa để lấy vợ. Cho nên ông Mahakasapa khi bị hút thuốc nhiều quá thì ông mới vẽ ra một cái người mà đẹp, mà không phải vẽ mà làm bằng cái tượng và bằng vàng như vậy. Rồi nó nếu mà cha mẹ tìm ra một người đẹp như thế này, cung cách như thế này, tư tưởng thế này, tánh hành như thế này thì con sẽ lấy. Mà sao mà tám ông bà môn tìm ra cái người đó tên là Phá-đá Kapalini. Và khi mà Phá-đá Kapalini là khi mà được như vậy rồi thì người này dứt thôi người kia, người kia dứt thôi người nói là tôi không chịu lấy chồng, người này nói là tôi không chịu lấy vợ, cô lấy vợ lấy chồng đi. Ông kia nói, cô kia nói, ông lấy vợ đi. Nhưng mà cha mẹ biết cho nên là intercept hai cái thơ đó không đến đâu, rồi sửa đổi lại, thành ra cái cuộc cưới đã sẽ làm ra. Mà khi làm ra vậy thì cái bà Phá-đá Kapalini mấy là ngồi buồn rầu, thì ông Kassapa mới là nói chuyện, thì hai người mới hiểu nhau là không ai muốn lấy chồng, không ai muốn lấy vợ, và họ chỉ muốn làm ascetic thôi. Cho nên là họ mới cũng ở chung với nhau 12 năm mà không có chuyện gì xảy ra. Và sau khi cha mẹ ra chết rồi đó, thì họ mới khám phá ra cái gia tài của là do nên là những người khác đi làm việc, mà trong khi làm việc như vậy rồi tạo những cái nghiệp, mà cái nghiệp đó họ cho rằng chính họ phải chịu, tức là dân cài rồi cài ruộng thì chim xuống ăn mấy con trùng mà bị chết đó, rồi bà phơi mè thì cũng con cô sâu mọt nó vô đó rồi chim nó xuống nó ăn. Thành ra hai người thấy là mình giàu có trên cái nghiệp mà mình đã tạo ra vậy, cho nên họ dứt khoát họ bỏ hết cái gia sản đó, họ cho những người mà làm công. Rồi hai người mới đi tu,
mà đi tu hai người, một người nào cũng đẹp trai, một người nào cũng xinh gái, cho nên họ nói họ đi tu mà đi như vậy kỳ quá, cho nên hai người mới là không bao giờ anh đi một ngã tôi đi một ngã. Thì lúc đó bà Phát Đa Cáp La Ni mà lại đi ba vòng lễ lại ngài Kassapa, bà nói rằng: thưa ngài Kassapa, cái duyên chồng vợ, cái hội ngộ của chúng ta từ muôn kiếp đến nay là chấm dứt, xin hãy đi bên phải và Phát Đa sẽ đi bên trái. Thì lúc đó một người đi bên phải, người đi bên trái, thì cái trái đất, cái đất đất nó không chịu nổi cái sự mà tinh tấn tu hành của hai vị này, cho nên nó rung sáu cách. Mà khi mà nó rung sáu cách đó, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết là một người đệ tử siêu đẳng của mình sắp đang đang tìm mình, bèn đích thân ngài đi đi đón ngài Kassapa và Phada đi, rồi cũng đi tìm, rồi sau đó hai người đều chứng A La Hán. Kính thưa sư phụ, nếu mà không có cái vấn đề mà luân hồi để mà có tạo cho họ có một cái tư tưởng lúc nào cũng muốn tu hành, thì con đọc chỗ đó con thấy thì dường như trong cái luân hồi đó nó có chỗ nào đó, những cái hành động của chúng ta, những kiếp trước thiện hay ác đều nó có đi theo như chúng ta, như ngài Hậu Tâm đã nói. Chúng ta không thể đem mà tiền bạc của cải đi theo, nhưng mà thiện nghiệp và ác nghiệp là chúng ta phải mang theo. Đó là cái hành trang cuối cùng. Cho nên cái bài mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy rằng thân này như lá cây chính có màu vàng, tay sai của Diêm Chúa, người là sẽ bị chết đó, mà cái lệ phí lộ phí mà người cái chưa có, cho nên phải làm ra cho việc thông minh, đừng có tối mê nữa, tức là phải chuyển lấy nát. Thì đó là cái bài kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy tất cả những vị trần gian này là phải hành thiện lấy nát, chứ nếu không thì sẽ không có cái lộ phí. Cái lộ phí là có sự tin tưởng là vì mình không có làm điều sai trái, tức là làm hành thiện là lấy nát mà thôi. Kính thưa sư phụ, như vậy thì sư phụ nghĩ như thế nào khi mà có những cái bài kinh và những điều mà Đức Phật giảng dạy là mình phải làm để cho mình an tâm mà khi mình qua cái cầu Nại Hà theo nói theo bên Bắc Đông, nhưng mà khi mà chúng ta chết mà nếu không có cái hành trang tu hành, không có cái chiều dày tu hành, thì thường thường có người ta hoảng sợ khi tử thần sắp đến. Kính thưa sư phụ, có phải vậy không sư phụ? Bây con xin mời sư phụ giảng dạy cho con cái này là câu cuối cùng có sư phụ hôm nay, và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ cầm mic. Nam mô Phật Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thường thường đó, bất cứ chuyện gì người ta muốn hiểu, người ta đều dùng phương tiện để cho mình hiểu, nhưng mà đừng hiểu theo cái phương tiện đó. Bây giờ huynh cứ suy nghĩ, sư cứ suy nghĩ như vậy thì sư sẽ thấy cái điều nãy giờ chúng tôi nói. Ngày xưa còn trẻ, huynh gặp cái cô đó, rồi cái họ gia đình hỏi để làm vợ làm gì đó, thì cái người mà huynh quen, rồi cái người mà huynh làm đám cưới là một hay là hai. Rồi tới già huynh chia tay để huynh đi tu, thì cái người mà huynh chia tay cái lúc mà huynh đi tu, sư đi tu, và cái người mà cưới ban đầu là từ nhỏ đó, là cái người đó là một người phải không, hay là hai người, hay là ba người, hay là bốn người. Mình cứ nhìn cái tiến trình nhân quả vậy thì mình hiểu được cái mà gọi là sẵn xả đó, quách tạ chứ không có gì đó. Nghĩa là mình gặp một người, mình thương một người, rồi mình cưới một người, mình có con với một người, rồi mình ly dị một người, hoàn toàn khác nhau, nhưng mà không phải là hai, mà cũng chẳng phải là một. Mình nên nhớ chuyện đó, không phải là ba bốn gì đó. Thấy không? Chấp là một mình cứ tưởng, nếu mà một thì nó là thương chứ làm sao là nó ấy được. Mà nếu mình chấp 2, 3, 4 là nó đoạn, nhưng mà nó có sự nối tiếp với nhau. Đó, mà mình cứ tưởng là một, nó nhớ chuyện đó. Đúng. Ta gặp hai người, hai già nó chờ hai người này chung thủy, chung tịnh nhau, ở từ nhỏ tới lớn. Thay đổi biết bao nhiêu ấy bây giờ. Thấy không? Nó làm sao nó là một được? Làm sao quen từ nhỏ tới lớn được? Cái xưa ở Việt Nam khác, người giờ qua đây đang ngồi là thảo luận Phật pháp khác là một trời. Thấy không? Chúng ta không?
cái suy nghĩ vậy là sẽ hiểu cái điều nãy giờ mình bàn nhau, chứ đừng ấy mất công mà lắm. Nó thay đổi hoài chứ, mỗi ngày mỗi thay đổi chứ làm sao vậy được. Nó không thể là một, cũng không thể là hai, mà không thể là ba bốn, ngày đếm không luôn chứ đừng nói. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, xà thú xà thú. Con thấy đã được quyền thạch tri ân sư phụ rồi. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. À, Nhà Quỳnh kính mời đạo tràng có thể chết chát lên đặt câu hỏi hoặc là cầm mic để hỏi à. Dạ, dạ con cho con hỏi một câu bạch ngài. Nãy giờ con nghe Đức Nguyên Thông nói cũng như ngài chỉ dạy thì con nghĩ như gì, đúng không bạch ngài? Thí dụ mình trồng một cây dừa đi, mình trồng một cây dừa, giờ nói về luân hồi. Dạ, con thì học như vậy thì học ABC thôi, còn học Phật pháp thì con cũng học ABC thôi, dạng của con là vậy. Nhưng mà con nghe hai quý ngài bàn với nhau thảo luận thì con thấy có phải như này theo cái hiểu của con. Ví dụ giờ mình trồng cây dừa đi, thì mình lấy cái trái dừa của cái cây A mình đem mình ươm lên mình trồng thì nó ra cây dừa là cây B. Nhưng mà cây B này nó cũng không phải là cây A nó đẻ ra, mà nó không liên, nó cũng phải là không liên hệ. Bởi vì nhân quả thì đời này đời khác nhiều đời, giống như ngài nói là không phải là luân hồi mà coi như là nó chạy tới. Dạ, thì chạy tới, nó chạy tới như vậy thì coi như là ví dụ đời này con làm ác hoặc làm thiện, thì khi mà bỏ cái thân mạng này rồi thì nó còn một cái gì đó không thể mắc thường, hoặc là cái suy nghĩ bình thường phàm phu của con thì không thể biết được. Nhưng nó có một cái gì đó nó liên hệ qua những cái đời sau 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 nữa, là coi như là ở nó, nên nó mới có cái ảnh hưởng là tại sao người này sinh ra khôn giàu hoặc là đẹp hoặc là xấu hoặc là này kia. Và con nghĩ là có phải như vậy không bạch ngài? Có nghĩa là nó không phải một mà nó cũng không phải hai, mà nếu nó không liên hệ thì nó cũng không phải. Và ngài chỉ dạy dùm cho con. Con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Kính bạch chư tôn hèn giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, tới gì cũng vậy, nó có sự thay đổi, nó phát triển theo cái chiều hướng của nhân quả thôi. Ví dụ như mình nói con người đến ngũ quẩn này mới sinh ra còn nhỏ vậy rồi phải thêm vô, rồi lớn lần lần, rồi học thêm, rồi cái chúng sanh đã chết rồi sanh lại là một cái chúng sanh khác. Giữa hai cái chúng sanh này nó chỉ liên hệ nhau vấn đề nhân quả mà thôi, tức là những cái nghiệp trong đời sống bình thường mình tạo ra đó, nó đưa sang cái quả thành quả tới. Chứ mình nói là một thì ví dụ mình nói là nó là một thôi, chứ mình nhóc rồi mình sanh là phải giống như cũ chứ sao khác nhau được. Nhiều khi mình làm người, mình làm ác, kiếp này mình tam quy ngũ giới không chịu giữ, không chịu thọ, rồi mình sanh thành chúng sanh đi bốn cảnh, là mình nói là một là chết chết luôn, thấy không? Cái nghiệp mình gieo nó tạo ra một cái quả khác. Cái quả khác đó, dù rằng mình đặt tên nó giống cái quả cái cũ thì nữa, thì nó không thể là một mà hỏi là phải là hai, phải không? Không hai, bởi vì nó vẫn còn có những cái điểm tương tự nhau qua một số cái điều kiện và nhân quả đó. Thành ra nó khổ là mình nó một không được, nó hai không được, mà nó liên tục nhau, nó nối tiếp, nó nối tiếp giống như một chuỗi sanh diệt vậy đó, nó nối tiếp. Nhưng mà nếu mà tính là thực tướng pháp thì nó không có chúng sanh nào nối tiếp hết á, bởi vì nó sanh rồi nó diệt rồi chỗ đó. Nhưng mà nó để là một cái năng lực để quả phát sanh, giống như cái hột xoài mình gieo xuống thì nó lên cây rồi nó có trái. Nhưng mà cái trái xoài đó với cái trái mà mình trồng hai cái nó làm sao là một được, nó khác nhau rất là xa.
mà cứ hiểu đấy chứ đừng hiểu liên tục, mình hiểu cái liên mình hiểu một cái cái sự tiếp nối giữa những cái pháp với mà dành sắc với nhau, nó có sự tiếp nối qua cái năng lực mà mình đã tạo, hay là mình nói là nghiệp, do cái nghiệp mình đã tạo. Nhưng mà đừng có nghĩ là khi mà làm vậy nó được phải được cái như vậy và nó cho kia chắc chắn vậy, không có đâu. Ha? Đồng ý là mình cũng tạo thiện pháp vậy đó, nhưng mà trong cái thiện pháp mà nó có một số cái điều kiện nó làm cho có thể có quả, có thể bị cái quả nó không đều như vậy. Thí dụ như trồng một cái một trái xoài đó, trồng lên tại sao có trái chua trái ngọt, rồi có năm thì không có trái, có năm có trái, là vậy. Nó cũng tùy theo điều kiện thời tiết này kia, một số điều kiện khác nữa, thì những cái điều kiện nó làm cho chúng sanh mình cái giàu rằng có sự biến đổi, cái sự thay đổi, nhưng mà khác ít, khác nhau nhiều, khác nhau ít, hay như vậy là như vậy đó. Bây giờ cũng vậy đó, anh đã còn hỏi mà chắc chắn là như thế nào kiếp này sao vậy, kiếp kia sao vậy thì khó biết lắm. Là đó đa số thầy bói hay bói thật lất hết rồi vậy đó. Thành ra mà mình nghĩ tới những cái chuyện đó là nó phải nói chứ tốt nhất nhất là theo đời Phật là sống trong hiện tại là tốt, chứ còn nếu mình gọi đi chuyện nước mà điên luôn chứ làm sao mà nhớ được. Mà chắc chắn là nó mà nếu mà nói luân hồi là nó phải trở lại, nó không có trở lại gì đó. Mình cái này mình tạo nhiều nghiệp tốt thì cái mình sanh lên cái sau nó có siêu nhiều nghiệp tốt theo mình, còn mình tạo nhiều nghiệp ác thì cái chúng sanh tiếp theo đó nó nhận nhiều nghiệp ác theo hơn, chứ làm sao nấy được. Thế giới càng ngày nó càng phát triển, ví dụ như bây giờ mình ở Mỹ nó sung sướng nó khác, nhưng mà mai mốt mình lỡ mình sanh về sau Africa vậy, cái nghiệp tào lao của mình là làm sao, thấy không? Nên tùy theo một số ra cái điều kiện xung quanh đó, chứ không phải là lúc nào nó cũng giống như mình nghĩ đâu. Nam mô Bích Thầy vậy. Dĩ nhiên phải đi tới chứ không có gì rồi rút lui đó. Dạ, sa thủ con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, lần đầu tiên con mới nghe là nghiệp đi tới chứ không phải nghiệp luân hồi. Dạ, con cũng phải suy nghĩ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị cũng như mời những câu chết chát ạ. Dạ, kính chào lắng nghe về vào đạo tràng. Dạ, Sài Gòn ơi, có câu hỏi không Sài Gòn? Sài Gòn ơi, lâu lắm rồi mới vào room, có câu hỏi không? Cứu bộ giờ đạo tràng vài câu hỏi đi Sài Gòn. Sài Gòn đâu mất tiêu rồi. Sao vậy? Sao bữa nay cứ ngồi nghe không? Dạo huynh và anh chị Văn Văn Liêm có câu hỏi không? Dạ, giúp cho đạo tràng có câu hỏi để có phần thay đổi không khí. Dạ, để cho Nhật học thêm. Thôi kệ. Thôi kệ có câu hỏi không? Thôi kệ ơi. Thôi kệ có câu hỏi không? Kính mời bằng tay thôi kệ ạ. Dạ, đạo tràng có câu hỏi nào để thay đổi không khí không? Dạ, trong cứ cái nghiệp luẩn quẩn mà. À, vậy thôi kệ hỏi giùm đi. Dạ, cứ nghĩ mà tới cái chuyện luân hồi hoài thì chắc không bao giờ hết được, mà cũng không bao giờ giải quyết được luôn. Lý do là chỉ có Đức Thế Tôn với cái trí của ngài thì mới mới ra mới có những cái tâm đó, còn bình thường thì thôi, càng nói càng rối nha. À, có câu hỏi của ra thôi kệ rồi. Dạ, khi còn ở pháp vô thường thì nó không là một, không là hai, vậy mình hiểu sao cho đúng pháp? Kính tri ân sư khai trí. Nam mô Bụt Tha. Giá con kính nhân mít đến ngài ạ. À. Nam mô Bụt Tha và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Mình thì mình hiểu cho nó đúng theo nhân quả liên quan thì ấy gì đâu, nhưng muốn học nhân quả liên quan thì vậy nào có cơ hội thì học cái phẩm bữa bộ đại sứ của Đức Phật dạy đó thì sẽ thấy rõ ràng nó như thế nào liền. Khi nhưng mà mình đó thì thường mình học thì dễ tóm tắt thôi, học nhận thức lên thì nó có bốn cái tâm nữa, rồi có ánh sáng, có đối tượng, có gì đó, bốn năm chuyện thôi.
Nhưng mà thật sự ra một cái tâm như cái tâm nhận thức nó phát sanh, nó có cả 100, gần 120 cái nhân duyên liên hệ với nó trong đó, nó mới sanh được. Thành ra người xưa có câu trùng trùng duyên khởi là như vậy đó. Đó. Thì khi mình hiểu được những cái đó thì mình mới biết à, cái này nó phát sanh nó do như vậy chứ không ai mà làm cho nó phải vậy, không ai mà nặng rồi nói phải vậy vậy đó. Thành ra không có cái vụ đó. Đó. Thì mình hiểu vậy thì nó mới đúng. Chứ còn nếu không thì mình hiểu thường thường đa số là chúng sanh như mình là phàm phu thì mình hiểu nó không đúng, rồi đó mình cứ chấp, mình cứ muốn, mình cứ hy vọng. Đó. Mình thấy như vậy là cái mình muốn được vậy, ngày mai cũng vậy, ngày mốt rồi này kia dùng hy vọng rồi bây giờ cũng thất vọng hết đó. Ừ. Bởi vì cái pháp là nó tùy thuận nhân duyên riêng của nó, chứ nó không tùy thuận nhân duyên ở cái người sắp đặt, hay đâu có ai sắp đặt đâu. Mình có tưởng mình mua cái xe về rồi nó không hư hay là nó phải vậy, không có đâu. Nó theo cái điều kiện vận hành của những cái máy móc của nó, chứ không ấy. Còn chúng sanh sống là như bây giờ chúng sanh sống như vậy, sống là mình dựa theo một số cái điều kiện về vấn đề nhân duyên nhân quả. Chứ còn nếu mà mình không có dựa vào điên nhân quả thì mình là con người thất vọng triền miên. Bởi vì nhiều khi mình thấy mình đương làm vậy đó suôn sẻ, thì tự nhiên cái bi cái này bi nọ, trục trặc hết này trục trặc hết nọ. Mình nói là xui tại vậy tại bị, thật sự ra mình coi trong cái tiến trình làm việc thì mình biết nó tại sao nó xảy ra như vậy. Trong cái tiến trình mà tạo nên cái những cái chuyện đó, đó chứ còn không ai mà thọc tay vô mà làm, hay là không có cái người mà có thể có khả năng mà làm được những cái chuyện đó, nó không trục trặc qua vợ. Thành ra cái hiểu nhân quả, ráng học hỏi suy xét vấn đề nhân quả theo lời Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ bớt và có thể hiểu không không nhiều nhưng mà rất cũng tốt chứ không có tệ lắm. Nam mô Bích Thầy ạ. Năm học bích thai gia dạ, dạ cái thôi kệ còn câu hỏi không? Dạ có mà vừa ý với câu trả lời của ngài chưa, cho mình một tín hiệu đi, hoặc là có câu hỏi tiếp theo để cho rõ ràng hơn thì đưa bàn tay lên. Dạ con thấy thôi kệ kính tri ân rồi, dạ, mời mời thôi kệ nha. Dạ mô Phật, con kính lễ đạo tràng, con kính lễ sư Liễu Tông và sư Thông cùng với anh chị. Bạch sư, con có một câu hỏi gửi lên sư là bài pháp gánh nặng với thưa sư. Con không chưa rõ được cái ý của bài pháp đó như thế nào thưa sư. Bài pháp gánh nặng về năm uẩn hoặc là năm thủ uẩn đó. Ý của ngài muốn chúng ta hiểu như thế nào? Kính mời sư lên ạ. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kinh Thưa Chư Vị. Hỏi về sư đâu biết đường đâu trở lại, phải biết bài pháp nó ở đâu chứ. Chứ còn Đức Phật giảng nói hay ai giảng chợ trong cái đoạn nào chứ, còn thì không nói vậy là cũng không biết cái đoạn cái thế nào, mình sao dám giải thích. Nam mô Phật Thầy Gia. Nam mô Bụt Thầy giá dạ thôi kệ tìm lại tài liệu cho rõ ràng rồi hỏi sư nha. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng trong khi chờ đợi tìm lại bài kinh. Dạ mời đạo tràng có thể đưa những bàn tay hoặc có những câu chích trác ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá dạ Nhật Quỳnh xin hỏi trước, nếu vị nào có câu hỏi thì Nhật Quỳnh xin nhường mic hoặc là Quỳnh để câu hỏi của Nhật Quỳnh lại à. Dạ bạch ngài, con có nghe một bài giảng mà con không biết là cái câu này Đức Phật có nói, con thấy nó là lạ đó ngài, là Đức Phật nói là
tài sản là lớn nhất, tài sản lớn nhất là sức khỏe. Và mạch ngài, cái câu này Đức Phật có nói không mạch ngài? Còn kính nhân của tính ngài Nam Mô Bích Thai nhé. Nam Mô Bích Thai giá kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Chúng tôi không có đọc hết tam tạng là không có hiểu, nhưng mà mình có thể mình hiểu cái lời Đức Phật nói là một cái cách mà chắc chắn vậy là phải con đường mà đi ra mới được, chứ còn cái nói mà để không đưa tới kết quả là giải thoát thì Đức Phật không có nói nhiều đâu. Trong suốt 45 năm ngày 84.000 pháp môn, đa số là khi mà ngài nói tức là nó phải đưa tới, ngay cả cái điều kiện để làm giảng sư cũng vậy, thuyết cái gì đi nữa thì cũng phải tới cái mức là có thể gom góp thành tứ thánh đế được. Nghĩa là nó phải biết cái nào là nhân, cái nào là khổ, cái nào là nhân của khổ, cái nào là con đường đi ra và đại khái. Chứ còn nếu mà nói tiền tài danh vọng sức khỏe này kia chung mà chắc cái đó là không có ấy đâu ha. Nhưng mà nhưng mà trong hình như trong Kinh Pháp Cú thì có nói tới vấn đề chí khách xả Brahma Loka thì phải, tức là đói là cơn bệnh dữ dội nhất, đại khái tương tự như vậy thì có. Nhưng mà còn ví dụ mà tài sản về thiết tiền tài gì đó thì chắc chắn là mình nên xét lại ha. Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú con hành kính ảnh lễ tri ân sư. Tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của con. Và con nghe là cái vị này là không phải bên Nam truyền bạch ngài, nên nói là Đức Phật nói có bốn cái điều kiện để giúp cho mình an vui. Thì trong đó con nghe có cái điều kiện này, con nghe nó lạ lạ nên con mới hỏi ngài thôi. Và con thấy thầy Giòn đưa cái câu của chị Thôi Kệ lên. Bây giờ thôi Nhật Quỳnh kính mời Thôi Kệ đi nha. Và cầm mic hỏi ngài đi, với Nhật Quỳnh không có rõ. Dạ, Nam Mô Bích Thai nha. Nam Mô Bích Thai gia kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Phải tìm cái chỗ đó để có gì chúng tôi còn coi trong cái chú giải nữa, chứ còn nếu không biết thì không biết được đâu mà tìm ha. Bởi vì nhiều khi có những cái bài mà quý vị hỏi chúng tôi chỉ học sơ sơ qua thì phải coi lại, chứ còn nói mà nhớ thì không nhớ. Ngày xưa chúng tôi đi học để thi cho đậu thôi, chứ rồi chưa học, không phải học để hiểu giống như bây giờ lớn rồi mới bắt đầu tầm tòi học này nọ. Chứ còn cái lúc mà ở bên Thái cái gì biết học để thi cái đó, bởi vì rớt cái là nó đã đất về cho nông cho ở. Hỏi năm sinh vàng visa thì phải có tính chỉ đó, thành ra cấm đầu cũng học để được ở lại trước cái đó. Nam Mô Bích Thai, thành ra mấy cái bài về thì thân cho biết nằm ở đầu thì có gì chúng tôi lục lại trong chú giải luôn để cho nó rõ ràng. Nam Mô Bích Thai. Dạ, sa thú con hành tín tri ân ngài. Thầy con thấy cái câu Sài Gòn đưa lên, con tưởng là câu hỏi mà đọc lại thì con không hiểu nên con mới mời Thôi Kệ. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay và mời những câu chích trác của quý vị cho Nhật Quỳnh học. Dạ, bây giờ không có hỏi. Dạ, con có một câu hỏi mà cái câu chuyện nó dài bạch ngài. Con rất là ngại đưa lên hỏi dài dòng quá, mất thời gian của Rung. Mà bây giờ Rung trống quá, hay con đưa lên con hỏi thôi. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ. Nếu vị nào có câu hỏi tiếp tục thì đưa lên, Nhật Quỳnh ngưng lại ạ. Dạ, con đọc một cái câu chuyện người tốt với bạch ngài. Thì có một người bị hư xe ở nơi đường vắng. Và có một khác có con ngựa kéo chiếc xe này về thị trấn.
Rồi khi đến nơi ấy, thì cái người có xe hư ấy, thì mới là trả công cho cái người có con ngựa đó, rất là nhiều tiền. Nhưng mà người này không lấy và nói là chỉ cần khi nào ông gặp chuyện khó khăn ấy, thì ông giúp đỡ là đã trả ơn cho tôi rồi. Và sau này ông này tiếp tục giúp những người khó khăn và nhiều nhiều lần. Thì cuối cùng tới phiên ông gặp nạn ấy, thì ông được một thanh niên giúp. Và cái ông cũng trả ơn, thì cái người thanh niên này cũng nói cái câu đó với ông. Cái câu hỏi của con á bạch ngài, nếu ở trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn là có dạy mình là mình là một người tốt, mình phải như thế nào, mình giống như mình giúp đỡ người khác tai nạn, hoặc là mình phải có cái tâm mình như thế nào đối với những gặp những cái hoàn cảnh của những người khó khăn, hay là mình chỉ là mình giúp người ta rồi mình mong cho người người đó giúp người khác cái hoàn cảnh khó khăn, như vậy là có đúng không bạch ngài? Ngài chỉ dạy dùm con, mình người Phật tử phải sống làm sao theo cái lời dạy của Đức Thế Tôn để được được có cái một cái sự tốt đẹp đời này và đời sau. Con kính dâng đến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư vị, Đức Phật ở trong cái thế gian này có hai hạng người khó tìm, tức là người biết ơn và người biết trả ơn. Khi người ta làm gì cho mình thì mình cảm ơn đó thì mình nhớ, nhưng mà phần mình thì cũng nên học cái cách đó, tức là biết trả ơn. Dù là cái người đó có thể là chưa là quắc với mình, thì mình nói người này chưa có làm gì cho ơn tôi không thể giúp họ được, cái đó thì không có đúng. Thành ra người nào làm ơn cho mình phải biết ơn và phải tìm cách trả ơn, hoặc là dù rằng họ chưa gì đó, thì mình cũng nên tìm cách giúp đỡ họ, chứ không phải là lúc nào cũng vậy đó. Thì hai người khó ở xứ nào cũng vậy, người mà biết ơn người khác tìm lòng khó tìm, còn cái người mà biết trả ơn người khác lại càng khó tìm. Mình đừng có nói chi cho xa ngay cái trong gia đình của mình ha. Mình nhớ ơn cha mẹ thì mà chưa chắc là mình đã nhớ đúng cách mà. Thì mình muốn trả ơn cho mẹ hay như thế nào đó. Thật ra đôi khi cái lúc mà mình còn khỏe thì mình giúp đỡ này kem sùm cho rồi cái dạy già thế thôi, đưa bà cha mẹ vô viện dưỡng lão cho khỏe. Đa số là như vậy đó, thấy không? Tức là mình đã biết trả ơn đâu, thấy không? Nó có những cái chuyện mà Đức Phật dạy thường mình không có không hành theo, không hành theo. Nên nó muốn hành theo dễ giống ngài ngay cả Đức Phật, ngài là một vị Phật rồi đó, nhưng mà khi mà vua Phạn mà Băng Hà đó, thì ngài cũng là người mà đưa tay ra khiêng cái xác để đi thiêu đó, chứ không phải không à. Chứ không phải nói là tôi giờ tôi lớn nè không sao tôi thay cho người khác là không có đâu. Đối với cha mẹ thì khác. Nó trong đời mình có năm cái người mà mình cần phải biết ơn, luôn luôn biết ơn. Thứ nhất là Đức Phật, thứ hai giáo pháp của ngài để cho mình, thứ ba là Chư Tăng là người truyền thừa giáo pháp lại đó cho mình, thứ tư là cha mẹ, và thứ năm là thầy tổ. Năm cái hàng người đó luôn luôn mình phải nhớ ơn và tìm cách để trả ơn. Mình Đức Phật thì mình nói trên nguyên tắc thì ngài đã niết bàn rồi, nhưng mà thật sự ra nó dựa vào cái câu mà ngài dạy chúng sanh, tức là ngài nói ngài Ananda trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn đó, khi ta tịch rồi pháp với luật là thầy, thì kể như Đức Phật vẫn còn sống như thường chứ không phải sống cho tới đủ 5.000 năm khi mà sẽ lại tụ tập ở cây bồ đề đó. Rồi tuần sau thì tiêu tán hết đó. Mà thường thường của mình thường thường quý vị để nhìn xung quanh là biết đó. Không có khi mình nhớ ơn Đức Phật để giáo pháp Chư Tăng đâu, chỉ biết nhớ nhớ tới ngài, nhớ tới giáo pháp, nhớ tới Chư Tăng là khi nào vợ đẻ con đau nhà nước ngập đó, vô bưng nải chuối vô rồi thôi, chứ xin xỏ tùm lum hết trơn nguyện cầu liệm sùm đó. Cái đó không phải. Mà Đức Phật dạy nhớ ơn ngài là nhớ ơn như thế nào. Người nào hành theo giáo pháp như là đã giáo truyền
Đó là cái sự biết ơn Như Lai cao thượng nhất. Đó là cái sự kính trọng Như Lai cao thượng nhất. Đó. Thành ra những cái điều gì mà Ngài dạy trong vòng 4-5 năm đó, rồi mình ráng học để mình hành, cho thấy đúng như cái lời Ngài dạy vậy đó, thì cái Ngài đó là được Đức Phật rất là tán dương, rất là tán dương. Mà mình thường là mình không có bao giờ để ý đâu, nhưng mà quý vị nhớ khi nào mà học, chúng tôi khuyên quý vị hoài là vậy đó, mỗi lần quý vị nhưng mà học đầu cục kinh gì mà quý vị khó cầu khóc cứu rồi đó, thì nhớ tới ông sư già già ngồi khôn khôn ba để khuya mà mở dây mở máy để cho quý vị có chỗ đi vô hành pháp cứu này kia ông chụp đó, nên nhớ ơn cái ông là ông đó cũng được nha. Bởi vì ít nhất là còn để lại cho mình cái sự hiểu biết, để lại những cái điều mình có thể hành theo để mình tạo ra một cái con đường đi sáng lạng hơn. Chứ còn nếu mà mình không có nhớ ơn, không biết đền đáp ơn, thì mình có đọc bao nhiêu câu kinh thì thật sự ra nó cũng chắc là nó phí thời giờ, chứ nó cũng không có giúp được nhiều gì mình đó. Bởi vì mình đọc kinh nhiều mình không ra không hành được thì cũng như không thôi. Kinh điển là phải học phải hành, giới sinh rồi phải thọ giữ thì phải giữ, thì cái đó mới là cái chuyện mà đáng dương. Chuyện vật tí là rất là khuyến khích. Chứ còn nếu mà cái gì ông tu nháp giống như mình, cái em nào ông tu nháp nháp thì hầu như không. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú con thành kính tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của con. Nhà con kính tri ân Ngài rất là nhiều và giúp cho con được hiểu rõ hơn theo lời của Đức Thế Tôn dạy để sống cho được lợi ích đời này và đời sau. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị và mời những câu trả. Dạ, quý vị cho Nhật Quỳnh học những câu hỏi của quý vị đi. Chứ để Nhật Quỳnh hỏi hoài, cái đầu của Nhật Quỳnh chỉ có chút xíu à. Nói chung là tàu hũ rất là nhiều, nên không có được những câu hỏi sâu sắc trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Dạ, kính mời đạo tràng cho những câu hỏi để Nhật Quỳnh được ạ. Dạ, Hoàng Phương có câu hỏi không? Có câu hỏi không? Một là cầm mic, hai là chích chát lên đi. Dạ, kính mời quý vị trong đạo tràng ạ. Chị Metta bữa nay có câu hỏi không chị? Khu biển nè, khu biển giàu có câu hỏi không khu biển? Dạ, như cánh chim trời. Dạ, mời thôi ạ. Dạ, một Phật, một lần nữa con trở lại với đạo tràng và cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con cũng nghe chị Nhật Quỳnh thiết tha mời mọi người đặt câu hỏi lên sư để không tốn thời gian. Vậy con xin có một câu như thế này, xin Ngài có thể nhận trả lời cho con được cùng đạo tràng biết. Là với cái hiểu của con, thì con thấy giáo pháp của Đức Phật á, một phần nào con thấy rằng là Ngài mục đích là giúp chúng sanh ra khỏi sự luân hồi. Do vậy mà Ngài có cái bài pháp gánh nặng về năm và năm thủ uẩn của mỗi người trong chúng ta là vì chấp thủ đó. Thì Ngài nói là năm thủ uẩn này và năm uẩn này là gánh nặng cho cái sự luân hồi, phải không thưa sư? Ý con muốn hỏi là cái ý như vậy. Và trong cái bài kinh Thương Ngân về uẩn đó mà Ngài nói lên gánh nặng, vì mỗi người trong chúng ta đây còn chấp thủ là tôi ở trong năm uẩn này, cho nên do vậy mà nội dung của giáo pháp đều muốn chúng ta đi ra khỏi sự luân hồi bởi vì thú ái mà ra. Nhà một Phật con kính gửi mít lên sư ạ. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Có những câu hỏi mà sở dĩ chúng tôi hỏi cái nơi đó là tại vì nhiều khi cái bản dịch đó chúng tôi không có xua. Bất cứ bản dịch nào vậy đó, nếu mình coi quản chánh là mình coi chú giải thì nó tốt hơn, để không có nói rồi
nhiều khi mình giải thích nó không có chính xác được theo cái lời dạy Đức Phật rất là nguy hiểm chứ không phải không. Trong kinh Pháp Cú có dạy tới cái vị tỳ kheo á mà thuyết pháp rồi nói này nói nọ, tới sau này chết đi địa ngục xong rồi tới sẽ lên thành con cá đó, mỗi lần mở miệng ra há ngã miệng ngáp một cái là ba làng bốn xóm chạy thiếu điều muốn tôi chết luôn á. Thành ra chúng tôi chưa đâu học câu kinh nó cứu chúng tôi sợ lắm. Mình ra thường thường có gì đấy, cái nào mà chúng tôi không chắc chắn là chúng tôi phải hỏi cho kỹ để có gì thì mình coi thêm chú giải này kia ông giải thích như thế nào. Bởi vì cái dĩ nhiên là cái sự chấp thủ trong cái ngũ quẩn này á, thì nó là cái chuyện mà không có đáng. Bởi vì chính bản thân con ngũ quẩn này nó là khổ rồi mà mình chấp vô đó thì nó cần cái chuyện lớn nữa. Còn nếu mà nói là gánh nặng thì chúng tôi không hiểu cái chữ Pali dùng cái chỗ đó là chữ gì. Nếu mà nói là gánh nặng thì cũng có thể giải thích được chứ không phải không. Bởi vì cái mình chấp cho cái ngũ quẩn tức là mình còn cái, tại vì mình còn thân kiến tức là còn cái tà kiến là kiến thuộc loại thân kiến đó. Thành ra mỗi cái ngũ quẩn nào mình cũng coi nó là như vậy hết đó. Thành ra nó cũng cũng là một cái hình thức. Nhưng mà thường thường á thì Đức Phật nếu mà dạy cái gì vậy, giống như ngài nói, nếu mà ngài nói là ngũ quẩn nhiều là gánh nặng thì tiếp theo đó là thời ngày phải dạy sao để mình hất cái đó xuống, hất cái đó xuống để nó không còn cái gánh nặng ở mình nữa. Nhưng mà cái gánh nặng này đó từ đầu Đức Phật đã đề cập tới trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân rồi, bài kinh Chuyển Pháp Luân cái đoạn mà khổ đó, khổ đế đó, cha thì bị thúc khả, cha là bị thúc khả đó, bên chục ba tha nó cảnh tha thúc khả đó. Đó thì ngài đã nói đó là nó là càng lớn nhưng mà không phải không. Nhưng mà cái chuyện lớn nào cũng vậy đó, nếu mà mình không có đầy đủ phước báo thì phải nói là nó vĩ đại nữa chứ không phải không. Thì bao giờ cũng vậy, cho mình có cái ngũ quẩn này đó, nó có thể là một cái gánh nặng, nó cũng có thể là nơi nương nhờ tốt cho mình. Bởi vì nhờ cái sắc quẩn này đó, thành ra có những cái loại thiền pháp nó nương nhờ, nó làm được những cái việc tốt. Nhưng mà cũng có những án pháp nó cũng dựa vào đó, nó nhờ để làm bậy không chừng. Bởi vì quý vị nên nhớ hành quẩn này nó có hai loại, hành quẩn thiện và hành quẩn ác. Mà hành quẩn thiện thì nó lôi cả thọ quẩn, tưởng quẩn đi theo nó. Thôi để cho mình tào lao. Nhưng mà nếu mà cái hành quẩn thiện mà nó có khả năng nó dọt vô được á, ví dụ như quý vị hành thiền chỉ hay thiền gì đó, thì lúc đó là cái ngũ quẩn này cũng là nơi nương nhựa, là nơi nương để cho các thiện pháp nó có khả năng đó phát sanh. Thành ra nếu mà mình chấp theo cái lối mà thân kiến á, thì cái ngũ quẩn này là cái nặng. Nhưng nếu mà mình biết cách mà để mình nương vào nó, mình lận cái thân này là để mình có thể mình làm một số cái chuyện mà nó giúp cho cái thiện pháp phát sanh. Đó. Vì trong cái thân quán thân, nếu quý vị dựa vào thì đứng nằm ngồi hay tự giơ tay giơ chân rồi này kia ông dùng, nó vẫn có thể làm cho trí tuệ phát sanh được như thường. Mà trí tuệ mà nó phát sanh được, thấy những cái đó rõ ràng đó, thì mình đã thâu ngắn cái con đường mà từ xưa giờ mình đã đi, thâu ngắn là rất là nhiều. Còn nếu mà mình không có để cho thiền pháp nó phát sanh mà để cho ác pháp nó vô nó nương á, thì mình nó là gánh nặng. Bởi vì mình tạo cái con đường mà sự sinh tử của mình nó dài thêm ra, dài thêm. Thành ra nó là cái ngã chấp mà lớn nhất là chấp trong cái sắc thịt, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành thức quẩn là như vậy. Thành ra cũng có thể là
chúng tôi hiểu cái câu đó nó đúng là đây chúng tôi giải thích vậy, còn nếu không thì để bữa nào có dịp chúng tôi coi lại để ráng chúng tôi tìm được coi nó có phải giống như mình hiểu hay không. Vậy lúc nào ha, Nam Mô Bích Thầy giác. Nam Mô Bích Thầy giá, dạ con thấy câu kệ đã tri ân Ngài rồi. Và dạ, có câu hỏi như cánh chim trời. Bạch Ngài, cho con hỏi, người Phật tử nên đón nhận lời chỉ lỗi của người trí như chỉ chỗ trung vàng. Người trí có lúc chỉ lỗi không đúng, mình có nên nghe theo không thưa Ngài? Chẳng hạn như không muốn mình đến học, hỏi ở những bậc trí tốt hơn. Nam Mô Bích Tha Giá, dạ con kính nhân Bích đến Ngài ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, Bà Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Cái vấn đề là quan trọng ấy là mình không biết là người trí là người như thế nào. Nếu mà người trí mà thật sự là đúng là nghĩa là người trí đó, theo kinh điển đó, thì họ không có, họ chỉ cho mình để mình tiến tới chứ họ không chỉ cho để mình thụt lùi. Không phải là mình nghe có cái ông đại thiền sư ngoại quốc nào tới cái bậc đó nói thôi không nên đi gặp ông đó thì cái chuyện đó không, cái người đó phải xét lại có phải người trí hay không. Cái quan trọng đó là mình không làm sao biết người đó là người trí hay không phải người trí. Chứ người trí thì luôn luôn bơ vơ vậy, họ có ý tốt với mình cho họ không phải rồi, nhưng mà có nhiều người giả dạng người trí không chừng cái chuyện đó chúng tôi có chắc chắn. Thành ra nếu mà biết chắc chắn đó là người trí thì nên đón nhận những cái lời phê phán của họ đối với cái những hành mà không có được tốt của mình. Nhưng mà họ khuyên mình vài lời hay là họ xúi mình làm bậy thì cái đó phải xét lại, tùy theo. Tùy theo nếu mà bậc trí thứ thiệt là nên nghe, còn bậc trí mà nhiều hay không phải thứ thiệt thì mình xét lại ha. Rồi kế nữa là cái cô mới vô đó, chúng tôi xin cảm ơn cái cô mới vô đã nhộm cái y cho chúng tôi ha. Mong cô được ăn vui một cái thầy giác. Dạ, sa thủ ha. Chúng con thành kính tri ân Ngài. Dạ, con thấy như cánh chim trời, đã kính cảm ơn Ngài rồi. Cái cô mới vô này có biết Ngài nói ai không? Cái cô mới vô hả? Cô mới vô Nam Mô Bích Tha Giá, dạ mến chào thanh thị. Cũng biết là mình đó ha. Lặng hoài thôi. Bây giờ thanh thị vô rồi, có câu hỏi không? Đưa bàn tay lên đi. Ngày hôm qua vào rung người em ru tới hết giờ luôn à. Hôm nay cầm mít một bữa đi Thanh Thị. Thanh Thị ơi là Thanh Thị. Cầm mít hỏi một vài câu cho xôm tụ coi. Trời ơi nãy giờ Nhật Quỳnh khổ lắm nè. Thanh Thị cứu bộ Nhật Quỳnh đi. Thanh Thị ơi Thanh Thị. Ngày hôm qua giờ, cái tội ngày hôm qua vô rung người em ru đó. Rồi, tha thú rồi ngồi im ru luôn. Dạ, thấy câu hỏi của Thôi Kệ rồi. Thôi Kệ, có muốn cầm mít không? Hay nhà Nhật Quỳnh đọc Thôi Kệ ơi. Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, Nhật Quỳnh đọc hay là Thôi Kệ Nhật Quỳnh nhường mít nha. Dạ, con xin đọc. À, con xin đọc câu hỏi của Thôi Kệ ạ. Con thấy tín hiệu Thôi Kệ chậm quá nên con buông mic. Rồi chim trời ngồi đó chờ cho Nhật Quỳnh chút nha. Rồi chờ một chút đi cầm mic đi hỏi ngài. Dạ con xin đọc câu Thôi Kệ con thanh thị cầm mic nha. Dạ thưa sư,
học giáo pháp như thế nào để thực sự có lợi lạc. Nam mô Bụt Thầy, dạ con kính nhân Bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiện giả, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng tôi có nói nhiều lần trong cái 10 cái phương pháp tạo phước đó, thì có cái thính pháp và đàm luận pháp. Nhưng mà thế nào là đúng thời đàm luận pháp và đúng thời thính pháp? Thường đó là người Việt mình thì ít có cơ hội, tại vì những cái rung về Phật pháp nó mở có giờ, nhiều khi mình bận hay gì mình không có được nhiều cái dịp để hấp thụ giáo pháp. Thế đúng nguyên tắc là đúng thời nghe giáo pháp hay đúng đời đạo luật pháp đó, là khi nào mình có cái gì mà liên quan tới cái đời sống hàng ngày của mình đó, mà mình cảm thấy nó hay là nó có thể nó có cái gì làm cho mình đau khổ đó, là mình phải tới cái nơi mà có gì mấy vị giảng sư mà gần nhất mình là tới hỏi liền, chứ không phải hỏi nghe cho hiểu để mình có thể mình hành theo, để mình làm cho cái điều mà mình đang có đó nó sẽ theo cái chiều hướng đúng như lời Phật dạy. Cái đó là đúng thời tính pháp, đúng thời nghe pháp, hỏi liền chứ không phải chờ. Bởi vì chờ đó, thường mình chờ thì nhiều khi mình quên, hay chờ rồi cái nó lỡ đi rất nhiều dịp, rất nhiều dịp tốt của mình. Mà còn cái mà mình học đó, học như thực sự có lợi đó, là mình phải biết cái khả năng mình ở đâu. Chứ còn mình vô cái rồi mình nghe ông sư nào nói ơi cái bài kinh nó hay lắm, đọc cái bài kinh đó là ấy, cái mình căn bản mình thì không có, mình vô mình đọc cái mình thứ nhất có thể là hiểu sơ, nhưng mà hiểu để cho hiểu hay là không hiểu thì cũng vậy thôi, bởi vì mình không có khả năng để mình tu tập theo cái bài kinh đó. Thành ra trong quý vị để ý, bài pháp đầu tiên Đức Phật dạy là bài Chuyển Pháp Luân, là nói tới cái pháp cao nhất là Tứ Thánh Đế đó. Nhưng mà cách đó sau đó mấy ngày thì ngài gặp ngài Giác Xạ với gia đình ngài Giác Xạ như anh em đó, thì Đức Phật dạy là tuần tự pháp đó, dạy theo tuần tự pháp thì nó gồm có 4-5 điều. Thứ nhất là bố thí, thứ hai trì giới, thứ là quả của bố thí trì giới, cái thứ tư là cái sự nguy hiểm của cái quả đó, và cái thứ năm là xuất gia, tức là xuất ly đó. Thì bây giờ đó, trong đời sống hàng ngày của người cư sĩ mình đó, thì thường mình nghe nói là bố thí trì giới, thiền chỉ, thiền tuệ, tu tiến đó, thì mình tự xét lại mà mình hiểu vấn đề bố thí nó được bao nhiêu. Bố thí không rồi bạn, hiểu cho rõ ràng, mình tìm cái chỗ nào sách vở gì mình học hỏi để hiểu rõ ràng bố thí có mấy chi, bố thí như thế nào để được lợi lộc, bố thí như thế nào để gọi là bố thí thông thường, mà bố thí như thế nào rồi bố thí ba la mật, cái đó phải học, học để mình hành được cái phước đó, để nó là làm cái căn bản. Bởi vì bố thí là làm gì? Để mình làm bớt nhà, bớt những cái phiền não thô thiển. Rồi sau đó mới tới là trì giới hay giữ giới. Thì mới học có làm thế nào để được gọi là người giữ trì giới, giữ giới. Bởi chúng tôi nói nhiều lần, quý vị xin thọ giới chưa chắc quý vị là người giữ giới. Quý vị đang giữ giới chưa chắc là người có giới. Nên nhớ chuyện đó. Không phải là vô thọ xin thọ ông sư ông dạy xong cái mình ra mình nói người có giới, không phải, cái đó không phải đâu. Mình nhớ cái đó là giới là thành quả giữa pháp học với pháp hành. Mình vô mình xin ông sư là mình xin họ trì cái điều học mà thôi. Pháp hành là khi nào mình đụng chuyện mà mình vẫn giữ được đó, thì cái đó cái giới nó mới phát sinh. Thành ra xin thọ giới chưa chắc là người giữ giới rồi. Thì giờ anh giữ giới chưa chắc là người có giới, mình nhớ chuyện đó. Thành ra những cái đó là những cái mình phải học. Mình học như vậy thì nó mới thực sự có lợi. Bởi hàng ngày mình đối diện với những chuyện đó mà mình không học cái đó thì thôi, chứ làm sao mình
cuộc sống hàng ngày mình nó thất lợi rất nhiều thì không thể nào ấy. Đó, ví dụ như là cái chuyện mà thường đó, tìm hiểu bao thiếu ngày hậu pháp à. Đi vô trung tâm hậu tâm .org đó, download xuống đó. Là cái mình mới mới có khả năng được, chứ còn nếu không mà cái căn bản nhất mà mình không có thì đừng có nói tới chuyện cao siêu gì cho mệt ha. Đó là những cái chúng tôi đề nghị là nên học những cái ra trước, học để mình có khả năng để mình làm gì đúng, thì như vậy là nó mới có lợi ích được cho mình. À, trong đó cái quyển đó có cái dạng PDF đó, lấy xuống đọc à, và xin trả lời câu hỏi về Nam Mô Bổn Thầy ạ. Dạ, sa thú con hành kính tri ân ngài. Dạ, thấy thôi cây đã tri ân ngài rồi. Và con xin đọc câu hỏi của Nguyên Như Trời Trúc nha. Tại cánh cánh như cánh chim trời đã đưa câu hỏi lên trước rồi. Dạ, bây giờ cánh chim trời có hai câu. Dạ, chào Nguyên Như Trời đi, tại vì bàn tay thì ưu tiên mà tại vì có câu hỏi của như cánh chim trời trước lâu rồi. Dạ, bạch ngài, cho con hỏi người Phật tử chúng con tu tập như thế nào để còn nếu trở lại luân hồi chúng con có thể từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng mà không từ chỗ sáng đi vào chỗ tối ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Con kính nhân mít đến. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị, thì mình tránh xa điều ác, mình làm điều lành thì mình đi từ chỗ tối tới chỗ sáng cho con. Nếu mình đi ngược lại thì nó mới ấy chứ, nghĩa là những gì liên quan tới ác pháp phải tri túc và nhất định không làm. Chúng sanh có hai cái lỗi lầm rất là lớn, thứ nhất khinh thường việc ác nhỏ rồi làm, thứ hai khinh thường việc thiện nhỏ rồi không thèm làm. À, nhớ chuyện đó, thành ra nói chuyện nhỏ chuyện ác mà ác của ác nhỏ thôi không làm, chuyện thiện ôi chuyện đấy chút xíu chuyện nhỏ không không làm luôn. Thành ra bây giờ những cả tất cả những cái chuyện đó là mình phải làm. Thứ nhất tri túc trong ác pháp và không tri túc trong thiện pháp thì con người là đi từ chỗ tối hoặc sáng tới chỗ sáng khác. Còn nếu mà làm ngược lại thì mình đi con đường ngược lại. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ bạch ngài, nguyên như có một là đang làm Phật tử thường thành, mỗi ngày mình đi lên lớp mình học rồi mình đọc kinh rồi mình ngồi thiền, tự nhiên có một chuyện gì đó xảy ra làm cho giống như không thiết tha học nữa, không thiết tha ngồi thiền, tha đọc kinh Bali, cái gì nó cũng chán hết. Thì theo như cái đời thường á thì người ta nói là bị bệnh trầm cảm, nhưng mà nếu như vậy ở ở trong nhà Phật á bạch ngài, như vậy là tụi con có cái ý dễ vui hay là thiếu tinh tấn hay là phải có làm một cái gì để cho cái sự tinh cần giống như là xung vô lớp được như hồi xưa không bạch ngài? Dạ, con có cái câu hỏi như vậy, con xin ngài giải thích giùm cho con ạ. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Con người mình đó, đôi lúc nó có trường hợp đó thì mình phải coi lại coi cái cơ thể mình nó có bị gì không. Nha. Ví dụ như mình có loại một vài loại chứng bệnh lâu lâu cái nó phải quậy cái hệ thần kinh của mình. Không. Cho đó là cái đầu tiên là phải coi lại. Nếu những cái đó mà những cái tiên qua cái đó nó không có đó thì mình suy nghĩ tới cái mà Đức Phật dạy chúng sanh phải làm thường xuyên là niệm về sự chết,
Bởi vì mình niệm sẽ chết, mà niệm đúng mức là thấy là cái gì mà là cái người nào mà niệm gì sẽ chết đúng mức rồi, không bao giờ dám làm biến nữa. Cho tiền cũng không dám làm biến. Bởi vì cái niệm đó là làm cho con người can đảm ghê lắm, niệm gì sẽ chết đó, làm cho con người can đảm ghê lắm. Thì về là tâm thanh tịnh đạo ra coi niệm sẽ chết thế nào, coi sơ học cho biết rồi. Khi nào cái tâm mình mà nó xuống dốc á thì mình cứ niệm gì sẽ chết. Mà nếu mà niệm về sẽ chết chừng nghĩ thì chết mà rung á thì thôi ra bỏ cái đó để tìm đối tượng khác chứ. Chứ đã sợ chết mà còn niệm gì sẽ chết, nhiều người không biết mình tên gì á, nghe chỉ nghe nói chết là rung à. Thành ra nhưng mà nếu mình đang tập thì cũng nên tập niệm gì sẽ chết để giúp cho con người mình nó can đảm, không còn lười biếng nữa. Chứ còn nếu không thì dễ dễ xảy ra trường hợp đó, dữ lắm trường hợp đó. Nhưng mà một đa số phần lớn là nó do cơ thể mình nó không có, nó bất bình thường ở cái một cái loại gì đó. Bởi vì người ta nói cảm là đúng, mình giải thích kêu gì pháp thì cái đó nó đúng chứ không có sai. Thằng nó khi cái chuyện gì mà nó kích thích vô bên não mình á, thì thường cái não nó tiết ra một cái chất, thì khoa học nó có thể nó gọi là testosterone hay là cái gì đó, hay là hormone gì đó. Thì cái chất đó nó là một loại chất độc, bởi vì nó phát sinh từ một trong 12 tâm bất thiện, chất nước đó, thì nó làm thay đổi cái chiều hướng hoạt động của cơ thể. Khi nó thay đổi như vậy thì nó sẽ lấy. Thành ra thường thường đó thì mình làm sao cho cái tâm mình nó hoạt động bình thường trở lại, tức là về phương diện hành pháp hành đó, thì thường niệm gì sẽ chết. Còn nếu không mình không có sợ niệm gì sẽ chết, rồi mình đi nha, đi đoàn tụ nhanh thì mình niệm gì ấn Đức Phật Đức Pháp cũng được, hoặc là rải tâm tư cũng được. Đó là những cái đề mục mà rất là nghĩa là bậc trí khuyến khích mình hãy làm. Cũng như về làm thử đi một vài tuần tới có kết quả ra sao, nếu nó vẫn còn tiếp tục như vậy thì thôi chắc đi tìm em cái ông nào mà thứ thiệt mới được một thời gian. Nắp mùa bước thời giá. Dạ bạch ngài, con hỏi như vậy tự vì con có quen một cái Phật tử đi chùa chung với tụi con á bạch ngài. Hồi lúc khoảng 10 năm trước á, thì anh lên anh tu thiền rất là nhiều, giống như có khóa lễ khóa gì anh cũng lên với tụi con hết. Nhưng mà có bẵng một thời gian khoảng 3-4 năm anh không gặp anh luôn. Thì mà anh đi chùa lại á, thì anh kể cho con nghe á, là anh quên bẵng cái chùa nó nằm ở đâu, mà giống như một thời gian nó không có trong tâm anh luôn á bạch ngài, rất là lạ. Tự vì anh nói là giống như cái chùa Kỳ Viên của ngài Hòa Thượng á, mà anh không nhớ, anh mỗi ngày anh đi làm anh đều đi qua hết. Mà nói với con là không hiểu sao tự nhiên trong tâm á không có nhớ nghĩ gì một cái chùa, tự nhiên nó quên bẵng luôn, giống như thuộc lại là bị lost memory vậy đó ngài. Rồi đến một hồi ảnh đi, một lâu sau ảnh đi lại với tụi con á, thì ảnh cứ ngạc nhiên ảnh hỏi con nó như vậy làm sao, sao tự nhiên một thời gian mà quên vậy, giống như là mình là một người đời mình không biết đạo là gì luôn đó bạch ngài. Thành ra con thấy cái trường hợp đó nói là dễ vui thì cũng phải không đúng, mà nói là mất cái trí nhớ thì cũng không phải đúng nữa. Mà ảnh rất là ngạc nhiên là tại sao ảnh có thể xa đạo một cái thời gian 3-4 năm vậy mà ảnh không nhớ đó thưa ngài. Dạ con xin dâng mít cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư vị. Thì chúng tôi như nói đó, mình coi mình có một cái số cái chứng bệnh nào mà nó liên quan tới những cái đó đó, tốt nhất là cho bác sĩ họ biết, họ coi họ có cách thử gì đó để họ biết hay không. Chứ còn nếu không thì giống như chúng tôi nói đó, khi cái tâm mình đó đang bị cái phiền não đó, mà chi phối á, thì nó kích thích cái não tiết ra cái chất này, chất chất nước mình là nước độc á, nước độc á. Ở người nữ thì gọi là hormone thì phải, người nam thì gọi là testosterone gì ông sùng mà không biết, chúng tôi không có rành. Nhưng mà đại khái vậy đó, thì cái chất đó nó làm cho con người mình nó
nó có khuynh hướng nó không bình thường. Đó là nói trường hợp bệnh. Còn nếu mà trong trường hợp mà không có gì hết á, con người mà tự nhiên nó lười biếng vậy đó, là mình nên niệm về ân đức Phật, ân đức pháp mình, hoặc là niệm gì sẽ chết giống như chúng tôi nói nãy giờ đó, thì cái đó là nó giúp được gì lắm đó. Thì bây giờ ông tỉnh lại thì cũng nên khuyên ông học niệm gì sẽ chết đi ha. Là thành tình đạo rồi họ có dạy cái tiếng đức, nhưng mà niệm gì sẽ chết đó. Để khi nào mà người mà nó bắt đầu nó lùi sụp cái gì đó thì mình cứ niệm cái đó thì người ta cái sự can đảm nó phát sinh trở lại. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con thấy Huy Như đã tri ân ngài rồi. Dạ, con xin đọc câu hỏi của như cánh chim trời. Nãy giờ cánh chim trời có nhiều câu hỏi, mà cánh chim trời lặp lại câu hỏi này. Dạ, bạch sư, vậy cho con hỏi thêm câu hỏi ngài đang trả lời là giữ giới thế nào cho đúng pháp là người có giới. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì phải học về giới như thế nào, nó có bao nhiêu chi, bị bao nhiêu chi thì phạm, mà bị bao nhiêu chi khuyết, học gì đó. Thì mình học về rồi mình nhớ là đó, khi mình vô mình xin với ông thiền sư là con xin dân chữ thật là cố ý tránh xa cái đó. Thì khi mình cố ý tránh xa cái đó thì mình biết cái chi của nó có bao nhiêu chi đức gì đó, thì khi mình cái chi đó, những cái chi đó mà nó xuất hiện trong sự suy nghĩ mình làm biết chết thế nào cũng phạm, thì mình không làm. Làm thì khi nào mà đụng chuyện mà mình vẫn ấy là tránh được cái việc đó thì mới gọi là người có giới trong lúc đó, chứ lúc khác là chưa chắc đó. Ví dụ như bây giờ mình cái vị như cánh chim trời nè, vô trên giới xong ra cái có anh mũi, anh thấy cô này sao tự nhiên ngon lành nha, anh nhào vô anh hung má một cái, quen cái chứng từ cái thật từ xưa giờ, đưa tay dỗ cái bóp như vậy là vừa sinh giới xong đứt giới liền, đâu có giới đâu đâu. Mà nếu mà mình nghĩ ra mình mới sinh rồi thì hay vậy thì mình không nên làm thì đó, lúc đó giới nó phát sinh, tại vì mình hiểu nó có bao nhiêu chi rồi mình tránh được những cái điều đó, có tất ý tránh xa cái làm cho chúng sanh đó đi đoàn tụ đó, thì cái đó nó mới có sanh được. Thì tất cả các giới đều có những cái chi, có những cái chi thì mình phải học cho nó vững vàng đàng hoàng, rồi luôn luôn trong đầu óc mình nó phải có cái niệm là mình đang giữ, đang thọ trì ngũ giới như vậy đó, để cho mình đừng có phạm. Chứ còn mình quên lúc nào là mình dễ phạm lắm. Mình đi ra đường thấy người đó không thích mình biết mình nói mình mới đi thọ giới trong chánh điện, họ cười mắc cỡ thôi, hỏi đi đâu vậy, đâu có gì đâu đó. Trong khi mình lúc ấy mình mới ra cái mà mình nói ủa đâu có gì đâu, mình hỏi ủa đi chùa hả, không phải đi 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 mua đồ đó, là nó trật lắc rồi. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ sa thú con thấy cánh chim trời đã vâng từ ngài, tri ân ngài rồi. Dạ Nam mô Bích Tha giá. Dạ nãy giờ xoay quanh cái vụ giữ giới, ngài giải thích thêm cho con thí dụ như mình thường sinh giới, thí dụ như con đi, con thường sinh giới thì con nghĩ là khi mà mình sinh như vậy đó, mình đụng cái trường hợp như ngài nói vậy đó, thì mình nhớ trực lại, ví dụ mình muốn nói dốc đi hoặc là mình muốn cắt đi thì mình nhớ lại mình vừa sinh giới như vậy á. Ý con hỏi ngài là mình có nên sinh giới hay không, hay là mình sợ mình phạm thì mình không sinh giới, bạch ngài. Dạ con kính nhân quốc đến ngài ạ. Nam mô Bố Thầy gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nên sinh giới chứ, bởi vì mình sinh giới mấy phút sau mình mới phạm, ít nhất mình cũng có giới mấy phút, mình không có bị đứt giới mấy phút. Chứ còn bây giờ mình không còn, mình sợ đứt mình không có,
không có giới còn tệ hơn nữa, thấy không? Không có giới còn tệ, chẳng là mình xin cũng giống như người xưa xưa bữa trước xưa trả lời Quỳnh Minh Tâm đó, thà mình có tiền để mất hơn mình không có tiền để mất. Đó, có tiền để mất khi nào nó mất thôi, mình không mất thì mình có mình xài, còn bây giờ mình không có xin giới, tức là mình chẳng có tiền để mất thì thôi, nó còn khổ hơn là cái người có tiền để mất nữa, thấy không? Mô với thầy á. Dạ sa thú con thành thành kính tri ân nhiều. Dạ con thấy cánh chim trời có câu hỏi tiếp. Dạ con thường hay phạm giới nói dối vì chồng con không cho đi chùa, mỗi lần đi hay nghe pháp toàn bị chửi, nên mỗi khi đi chùa con toàn dối chồng là đi việc khác, xin ngài chỉ cho con khắc phục giới này. Nam mô Bụt Tha giá con kính nhân bính đến ngài. Nam mô Bụt Tha gia kinh bạch chư tôn hiền gia, kính thưa chư quý vị, dễ ổn gì đâu, dẫn trọng đi chùa luôn cho ông xin giới nữa, mà dẫn chùa đi ông nào cũng có khó một chút. Nó khó một chút dẫn xuống giới thiệu thường tòa giác giới cho rồi giáo cũng giật cho một cái quảng hồn, rồi từ đó về sau là không giống này nữa đâu. Dẫn ông đi chùa cho ông biết đi chùa là như thế nào, tại vì ông không biết đi chùa. Chính nhiều khi ông đi chùa cái ông nghe pháp cái ông mê, ông đi nghe hoài cái lại bị cánh như cánh như trời chửi lại đó. À, dẫn đi chùa đi để chơi muốn sư độ ông. À, đó, dẫn đi vô cho ngồi, nói giờ là tôi với anh ngồi ngồi đua đây coi ai ngồi nghe lâu hơn đó. Thì hắn sợ thua, hắn mắc cỡ, hắn ngồi thì pháp đầu thì sau này hắn đổi không chừng. Dẫn đi chùa đi, dẫn đi chùa đi cho mấy ông sư độ dùng. Nam mô Bụt Tha giá. Con nghe ngài trả lời vui quá. Dạ nghe cánh nhìn trời nghe cho Nhược Quỳnh chia sẻ một câu nha. Dạ con xin phép ngài, con thấy cái cánh chim trời này với lắm ngài đó. Con nhớ hồi khi xưa đó, dạ con chưa có biết Pháp Nguyên Thủy đâu, mà con cũng thích đi chùa, mà con đi chùa tới từ con từ Biên Hòa mà đi xuống tới quận tư ở Sài Gòn. Xong cái con nhờ ông xã con chở con đi, nhờ ông chở con đi mà con ông cứ ngồi bàn trước ông đánh cờ tướng không bạch ngài. Dạ ông ngồi trước ông đánh cờ tướng là con đi chùa, nhưng mà sau đó một thời gian tự nhiên ông sĩ y luôn bạch ngài, nên là con nhau này con rất là hoan hỷ. Dạ nó mong bù tha giá. Dạ bây giờ để con coi coi câu hỏi của Như Thật. Dạ con xin bớt câu hỏi của Như Thật. Bạch sư, nếu xin thuốc rượu cho người trong gia đình uống trị bệnh như vậy có vấn đề vi phạm giới không bạch sư, bạch ngài? Dạ con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha gia kinh bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, không biết cái loại đó như thế nào, nhưng mà mấy ông sư thường đó muốn uống cái loại đó thì phải buổi sáng sớm nó bưng ra ngoài để phơi sương đây cho nó bay hết cái mùi, hết cái mùi nồng của rượu, mà nếu muốn cho chắc ăn để khỏi phạm thì làm vậy đó, làm giống như mấy sư mà cần phải uống rượu thuốc là vậy đó, múc ra để ngoài phơi sương cho nó bốc hơi hết rồi uống. Còn nhưng mà có những loại rượu họ nói là loại rượu thuốc họ nói là nếu mà nó bay hết hơi đó thì cái chất thuốc nó cũng bay theo, cái gì em chồng hỏi kỹ thôi đây, nếu được thì nên múc ra trước khi chỗ múc ra phơi sương cho nó bay hết cái chất chất nồng của rượu đó, thì uống được. Nam mô Bụt Tha giá. Mà Bụt Tha giá. Dạ còn câu của đùng đùng
Dạ, con xin đọc câu của cánh như cánh chim trời. Bạch ngài, con cũng hay gặp trường. Dạ, đạo tràng, con nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, sao Nhật Quỳnh thấy cái... Cảm ơn cô Uyển. Nam mô Bích Hà. Dạ, dạ con xin đọc cái câu của cánh chim trời. Bạch ngài, con cũng hay gặp trường hợp giống nguyên nhân. Nam mô Bụt Thà gia kính bạch chư tôn hàng giả kính thưa chư quý vị, thì giống như chúng tôi trả lời nãy rồi đó, thì thật cho họ niệm một số cái đề mục liên quan tới niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng hay là niệm về siêu chết hay là những cái gì mà họ thân thục đó, thì cái tập về thì cái bởi vì thiền đó là việc làm, thành ra mình có những cái đề mục của thiền đó là nó giúp cho cái tâm nó ổn định dữ lắm. Cái gì là nhớ thiền không phải là đi đứng nằm ngồi, nhưng mà thiền là công việc làm của tâm. Đi đứng nằm ngồi là cái phương tiện để giúp cho tâm việc, mà khi cái tâm nó làm việc thì lúc đó mấy cái triệu chứng mà liên quan tới bệnh kiểu này đó nó gì hết. Bởi vì bệnh của con người nó có bốn cái chính. Thứ nhất là do tâm, thứ nhất do nghiệp, thứ hai do tâm, thứ ba do thì vật thực, và thứ tư do thời tiết. Thì thường thường những cái chuyện như vậy thường là bệnh do tâm. Tâm vì lý do gì đó thì nó phiền não vô, nó làm bạn là đã người nó lơ lửng lửng thẫn thẫn thờ thờ vậy đó. Thì mình tập cho tâm nó là bắt đầu nó làm việc bằng cách dựa theo số cái đề mục của thiền. Dễ nhất là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm cho đúng nè, chứ đừng có cầu nam mô gì gì ông sùm đó, kêu mấy ông thánh ông thần gì đó là không có nên. Cho đúng thì tốt nhất niệm Bali nó có năng lực những cái gì đó niệm cho nó có năng lực. Tập cho niệm theo mấy ông sư nam mô tại xã phá quá tô cũng được vậy, là để cho nó có năng lực. Chứ còn nếu có những cái loại khác thì chúng tôi không có bảo đảm, thì tập thời gian sau thì mấy cái triệu chứng này nó sẽ bớt nhiều. Nam mô Bụt Thà gia kính bạch chư tôn hàng giả kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo phát sinh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả cần sinh nam, cả chư tôn hàng giả cùng cần sinh nam của sinh nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt các phong ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Hình như là không có ông sư nào trong room phải không? Không có đó. Phá hoa tu sắp bằng măng khả lăng rắc hẳn tu sắp bà đê vá ta sắp bà bút thà nú phà vê ná sà đà sò thi phá hoàn tu tê phá hoa tu sắp bằng măng khả lăng rắc hẳn tu sắp bà đê vá ta sắp bà thăm mà nú phà vê ná sà đà sò thi phá hoàn tu tê phá hoa tu sắp bằng măng khả lăng rắc hẳn tu sắp bà đê vá ta sắp bà sẵn khà nú phà vệ na sa đà si phá hoàn tụ tề nam mô rát ta nát ta ya sa. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi hoan hỷ giải đáp những câu hỏi trong đạo tràng chúng con, để chúng con tiến gần đến lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và chúng con cũng kính nhân quả phước mà hôm nay chúng con đã tạo được đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Thà giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sống sau khi thính pháp, và sau đó là cũng hồi hướng luôn do ngài Trí Đức bữa nay cái máy ngài có vấn đề rồi nên không có vào đạo tràng được.
Uttamange na vande hang ba da phang sum va ruột tam ang buộc thay vô khả đi tổ đô sâu buộc thô khả mà tu tặng mà măng con đem hết lòng thành cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật. Làm chi tôn chỉ thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sẽ tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang tham anh cha đều vi thăng và răng thầm mê vô khá li tô đổ sâu thầm mô cà mà tu tăng mà măng hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sẽ tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đê hăng sẵn khanh cha đều vi thô tam ăn sẵn khê vô khá li tô đô sâu sẵn khô khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo sẽ tội lỗi ấy cho con. Dạ ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni qua ya ni qua an ta li khe ta tha ga tăng đê và ma nu sư bố chi tăng bùa thằng nam ma sa na sư qua thì hộ tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni qua ya ni qua an ta li khe ta tha ga tăng đê và ma nu sư bố chi tăng tham mang nam ma sa na sư qua thì hộ tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni qua aya ni qua an ta li khe ta tha ga tăng đê qua ma nu su bố chi tăng sẵn khăn nam ma sa na su qua thi hô tu hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chữ thiên cùng nhân loại thường hay cũng dự cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng phu tá nào là chữ thiên ngự địa cầu hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đa co giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Chữ thiên ngự trên hư không ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều Long Vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài viên thuộc tranh bại nặng tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt. Chùa Pháp Vân, chùa Viên Giác, chư thiên chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức Phật thể khinh năng, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát,
Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thời dụng đồng đều nhau cả thầy. Ý đăng quân nhân nibbana sắc bát cha vô hồ túc. Ý đăng quân nhân nibbana sắc bát cha vô hồ túc. Ý đăng quân nhân nibbana sắc bát cha vô hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhất lại Liễu Tâm, quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân và phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hành, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đã hữu đã vào đạo tràng pháp thảo luận Phật pháp hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liễu Tông thuyết giảng. Con xin thay mặt điều hành Rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rơm theo dần lại là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi khoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá. Con kính chúc quý ngài, Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính chào tạm biệt đạo tràng và ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã cho Nhật Quỳnh những lời chúc tốt đẹp nha. Kính tri ân đạo tràng. Và bây giờ thì con xin phép được xuất mít để trong màn điều hành chúng con để bài hạnh phúc kinh, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rừng. Nam mô Bố Tha Giá. Kính chào tạm biệt đạo tràng. Thế tôn ngự tại kỳ thiên tịnh xá cất cô độc gần thành xá về, khi đêm gần mãn có một vị trời dùng sắc thù hằng hào quang chiếu sáng tỏa đến nơi Phật ngự đại lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên cùng kính bạch Phật bằng lời kệ rằng: sống an lành, xin ngài vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng, về phúc lành cao thượng. Thế Tôn tùy lời hỏi rồi vang bài như vậy, không gần gũi kẻ thân cận bậc trí hiền, đành lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng, là phúc lành ở chú sư thích hợp công đức trước đã làm trơn tránh hương từ tâm, là phúc lành cao thượng, là phúc lành giỏi khéo huấn lựa cháu rồi nói những lời trơn chất, là phúc lành cao thượng, là phúc lành hiếu phượng rộng sinh thành, dưỡng dục vợ và con sợ hành theo nghiệp
Khắp nơi được an toàn là phúc lành.